Rồi, các bạn ơi, đồng hồ cát 16 tới ngày hôm nay với số lượng thành viên của chúng ta à, khoảng 195, bạn thì tới thời điểm này chúng ta giảm được tổng giảm là 582 kg sau 20 ngày. Ê, chúng ta còn 4 ngày nữa các bạn nha. Rồi, à, 582 kg mà nếu chúng ta chia ra cho khoảng gần 200 bạn thì chúng ta cũng ra khoảng cái con số khoảng 2 kg, uh, bao nhiêu ta? 2 kg 9 một người hả? Tại nhiều 200 bạn 600 kg thì đúng người 3 kg tức là sau 20 ngày chúng ta giảm cũng gần 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 3 kg một người đó là một cái thành tích rất là tốt. Có nghĩa là rất là nhiều bạn giảm được cân. Và ở trong các tổ chúng ta thì trong 2 4 6 8 tổ tham gia đó thì chúng ta có cái tổ dẫn đầu nhiều nhất hiện tại là giảm 120 kg. À 8 tổ đó cấu thành khoảng 582 kg chúng ta đã giảm tới ngày hôm nay. Về cái phần thành tích cá nhân mình sẽ đọc tên những bạn mà trong cái top 26 đầu để chúng ta nhận ra những cái uh, những cái thành tích của các bạn ấy đồng thời nó có động lực cho những bạn mà người ta có thể chưa bắt đầu tại vì mình biết ở trong những cái chương trình đó, luôn có những bạn vì lý do gì đó sợ hay là khi chưa tới lúc chưa, chưa tới giờ linh cho nên chưa tới giờ linh cho nên chưa chịu chạy giống như tôi, tôi ngồi tôi cờ ngày cuốn giờ và ông ông khai trường lớp không có trúng cái ngày <laughs> thì các bạn có động lực hơn có thể ở đồng hồ cát này còn 4 ngày cũng có thể ở đồng hồ cát sau tại vì trong lịch sử cũng có những bạn giảm được rất nhiều sau đó phỏng vấn thì họ mới nói là em đã tham gia hai ba cái đồng hồ cát trước nhưng chưa xuất phát cho tới đồng hồ cát này em mới xuất phát thì mình hy vọng là cái này nó cũng có thể giúp cho những bạn ở trong cái tình huống nào rồi chúng ta có hạng 26 là bạn võ thị hằng đồng hồ cát 021, một bạn giảm được năm ký tư bạn đặng kim phượng đồng hồ cát ba hai một cũng giảm 5 ký từ bạn Helen Chu đồng hồ cát 183 giảm 5 ký 45 bạn Vũ Thị Thanh Hương đồng hồ cát 616 giảm 6 ký bạn Nguyễn Thị Thanh Tiền đồng hồ cát 023 giảm 6 ký 1 6 ký 1 đồng hạn 20 luôn có 3 người còn 2 người nữa nè bạn Vũ Thùy Linh đồng hồ cát 166 và bạn Phí Thị Ngọc đồng hồ cát 452 rồi sau đó chúng ta tới bạn Điền Hồng đồng hồ cát 474 giảm 6 ký 34 bạn Hồng Vũ đồng hồ cát 472 6 kg 35. Bạn Bình Minh đồng hồ cát 153 giảm 6 kg 4. Bạn Ngọc Trang đồng hồ cát 488 cũng giảm 6 kg 4. Bạn Phan Hoàng Minh Nguyệt đồng hồ cát 182 giảm 6 kg 45. Bạn Quỳnh Như đồng hồ cát 465 giảm 6 kg rưỡi. Bạn Đặng Quỳnh Hoa đồng hồ cát 603 giảm 6 kg 8. Đồng hạng là bạn Đặng Thanh Trúc đồng hồ cát 186 cũng giảm 6 kg 8. Bạn Như Nguyệt đồng hồ cát 478 giảm 6 kg 85. <laughs> Bây giờ chúng ta tới 10 10 người hạng đầu nè, 10 người giảm nhiều nhất sau 20 ngày nè. Bạn Phạm Phụng đồng hồ cát 320 giảm 7 kg. Đồng hạng chính là bạn Thảo Trang đồng hồ cát 453 cũng giảm 7 kg. Hạng 8 là bạn Nguyễn Bích Phượng đồng hồ cát 179 bạn giảm 7 kg 3. Bạn Phạm Quỳnh đồng hồ cát 305 bạn giảm 7 kg 9. Bạn Đào Thanh Dung đồng hồ cát 163 giảm 8 kg. Rồi bây giờ chúng ta tới cái nhóm tập 5. <laughs> tập 5 chúng ta có bạn đồng hồ cát 608 của tổ 7, bạn Nguyễn Thị Khánh Trang, bạn giảm 8 kg 4. Hạng tư là bạn Xuân Ngọc của tổ 8, đồng hồ cát 460 giảm 8 kg 7. Bạn Xuân Nguyễn, bạn Kim Nguyễn xin lỗi. Bạn Kim Nguyễn hay Kim Nguyên tại vì cũng hơi mờ á. Bạn kim nguyên đồng hồ cát 471 của tổ 7. Bạn giảm 9 kg 15. Bạn cẩm lê đồng hồ cát 619 của tổ 7, bạn giảm 9 kg 3. Và bạn Phạm Nguyễn Tâm Như của tổ 6 mang mã số đồng hồ cát 011, bạn giảm 9 kg rưỡi. Và đó là cái thành tích cá nhân của những bạn mà những thành tích cá nhân của những bạn trong chương trình đồng hồ cát của chúng ta, đồng hồ cát 10 16 Hiển nhiên như các bạn Số bạn sau này có thể bóp bóp vô cái video này ở đâu đó Đi lạc đâu đó rồi coi cái video này thì Cho những bạn mà chưa biết về chương trình đồng hồ khác Để trấn an thôi Tại vì nhìn biết cái một số bạn nghe cũng có thể sẽ hoảng hốt Nói ông nói gì mà tham gia 20 ngày mà giảm nhiều ký đó Cái người này còn thở không Hiển nhiên còn thở chứ còn thở người ta mới đo ký được chứ <laughs> Thì thực ra là cái Một số những cái cách nghĩ Hay là những cái mà tạm gọi là Chúng ta gọi là chúng ta biết về giảm cân á rất rất nhiều là chúng ta chưa thực sự biết hết về giảm cân chính vì vậy cho nên các bạn có thể thấy cái con số đó là vô lý hay là thấy là đáng sợ hay là thậm chí một số người nghĩ là cái này không là thật thì mình chỉ muốn nói với các bạn rằng đây là một cái chương trình nó rất là thật nó chạy tới bây giờ 16 khóa mỗi khóa nó khoảng hai mươi mấy ngày ba chục ngày và cái cái diện rộng mà số người tham gia là tính cả chục ngàn người rồi và cái chương trình này ở thời điểm bạn coi mình không biết lúc nào có thể năm 2030 hay là 2050. Không biết lúc đó mình chắc sống thì chắc còn tới 2050 chắc còn sống. Tới 2050 thì đó khoảng nhiêu ta? Chắc khoảng chừng tám mấy chứ nhiêu chưa tới chín chục Nhưng mà khi các bạn xem cái video này thì cái chương trình này ở thời điểm này 2024 vẫn đang chạy. Và nó là một cái cách giảm cân mà được chứng minh liên tục liên tục. Là mỗi chương trình như vậy chúng ta có khoảng chừng năm mười cho tới mười mấy bạn là trong khoảng một tháng họ giảm khoảng 10 kg trên 10 kg và đó là bình thường và họ trong tình trạng sức khỏe không phải chỉ là tốt mà là rất tốt và gần như tất cả mọi người là ở trong cái trạng thái đó là tốt nhất từ khi họ sinh ra tới bây giờ. Có nghĩa là họ trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Thì nếu như các bạn có cái gì đó hoảng sợ hay cảm giác thấy khó tin mình khuyến khích các bạn tìm hiểu, Tại vì uh, nó là một cái cơ hội cho những bạn nào muốn có sức khỏe tốt và muốn giảm cân để có cái vóc dáng xinh đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần kế tiếp là chúng ta sẽ phỏng vấn một bạn à, mà bạn ấy có cái uh, thành tích giảm cân để mình uh, các bạn chờ mình xíu để mình vô mình lấy lại cái hình của bạn ấy, tại vì uh, có cái hình bạn ấy ở đây cái hình uh, không biết sao cái chất lượng hình ảnh nó không được rõ mình nghĩ là tại cái file hình đưa lúc nó không được uh, <laughs> nó không được rõ cho nên lúc mà chúng ta nhìn mọi người nhìn thấy chưa nó hơi mờ mờ tí nhưng mà chắc cũng nhìn được ha bạn tâm như bạn tâm như có chiều cao mét bảy mốt tức là một người phụ nữ cao vậy là cũng thuộc dạng người mẫu rồi đó người mẫu thuộc dạng dữ dằn á một mét bảy bạn bắt đầu với 77 mươi bảy mốt thì các bạn biết là một mét bảy thì có thể nói vóc dáng mà gọi là đẹp đó, là khoảng chừng 50 từ từ nha Mét 6 uh, 45 48 48 cộng 6 là nhiêu ta là khoảng 54 kg sẽ là cái đẹp chuẩn của người mét 7 mét 71 mét 7 mét 71 đúng rồi tức là cộng 6 từ 1 mét uh, từ từ 48 cộng 6 54 thì bạn tới bây giờ bạn đã giảm xuống còn 67 kg tức là bạn giảm gần 10 kg từ 77 kg 1 giảm xuống còn 67 kg 6 nghĩa là giảm 9 kg rưỡi và đây là hình ảnh của bạn Tâm Như. Như mọi người chắc cũng có lẽ nhìn thấy được ha. Cái gương mặt của bạn ấy nó nó đỡ cái đỡ cái chỗ cái cầm rất là nhiều. Cái gương mặt nhìn nó cũng tươi hơn. Rồi cái eo cũng nhỏ hơn, chỗ cái bắp tay rồi cái bờ vai, chỗ bắp tay ngoài, bắp tay trong đều nhỏ hơn. Đùi cũng nhìn thấy có nhỏ hơn, bắp chuối cũng nhìn có vợ cũng nhỏ hơn. À, như cái hình à, giữa đây là cái hình chụp từ sau lưng thì thấy cái vai thay đổi nhiều tại vì bạn này tích mở vai khá nhiều cái vòng eo mình thấy nó nhỏ hơn đáng kể luôn mình nghĩ cái vòng eo bạn nó xuống phải phải bốn năm phần nữa không biết bạn có đo nếu như bạn có đo có thể cho chúng ta thêm cái con số đó thì cái vòng eo nhỏ lại rất nhiều à, bắp đùi bắp chuối người xuống đều có thể thấy khá đều thì ở cái hình nhìn ngang các bạn thấy là phần lúc này các bạn thấy rõ phần bụng đùi và bắp chuối cũng như bắp tay xuống đều và xuống rất đẹp thì hiển nhiên như mình nói 67 kg thì bạn ấy còn khoảng nếu mà gọi là về tới cái chuẩn đẹp nhất tạm tạm dùng cái đó như một cái chuẩn đi cái bmi là 18.5 thì bạn ấy còn khoảng 13 kg nữa để về cái trạng thái là đẹp nhất đẹp ok và mình tin là bạn sẽ về tới không sớm gì muộn cũng phải về tới thôi tại vì bạn đã giảm được 9 ký mấy rồi không lý nào không giảm được phần còn lại và cái phần này mới là cái phần khó nè rồi, đó là bạn Tâm Như. Chúc mừng Tâm Như. Và không biết Tâm Như có mặt ở đây không em? Để chúng ta có thể... Chỉ có à, nói bạn sáng sáng để vấn. Cho... Bạn, bạn Tâm Như, bạn mở mic được không? Tâm Như, đồng hồ cát 011. Tâm Như ơi. À, uh, hello. Hello. Cái hình cuối yeah. đẹp quá trình em em nói đi tâm em Như, không... em nghe được em nghe được mọi người nói đúng không ờ à, dạ em nghe được ạ ừ tốt rồi em có thể mở camera được không nếu 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 không có gì bất tiện dạ dạ được tại tại vì cái cam của em nó đang bị có rắc rối xíu à vậy giống cam của anh à cam anh này nó cũng bị cà giật thật <laughs> ra là thật ra là anh thay cái cam khác á, anh phải tắt máy bút lại và anh thay cái cam khác không biết tại sao Chắc có lẽ hôm nay download mấy cái phần mềm gì đó về âm thanh này cho nó bị cà giật cà giật vậy. Nên anh cắm lại cái camera khác và nhiều khi cái camera khác và nó cũng đẹp hơn. Không biết giờ nó đã chịu chưa? Cái này đẹp hơn này. nhà cái camera này nó camera hay xài nữa. cái kia nó hơi mờ mờ. Ừ, bị cái gì không biết. Nữa. cho nên là để đó sơ cua. chắc làm rớt nó đó. À, mỗi lần di chuyển từ Sài Gòn từ Việt Nam qua Hoa Kỳ Việt Nam cái có nhiều lần bỏ vô mấy cái thành okay. lý. và dục mạnh quá cái nó hư. rồi thấy tâm như rồi nè. ôi cha đẹp ghê. <laughs> rồi Tâm Như mở Hình mắt đi em cùng. Hình cuối cùng quá đẹp luôn Bây giờ mặt đẹp ghê Alo rồi, rồi nghe rồi rồi ờ, Dạ em chào anh Tuấn Em về chào chị Chào em Hiện Tâm em. Như ấy em ở đâu em có thể cho mọi người biết chút xíu về em không ờ, Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh Em làm công việc gì Hiện tại em đang là kỹ sư điện Oh wow nào vẫn bị điện giật chưa vẫn còn sống hay nói chuyện với anh có điện giật <laughs> không có nghĩa chết đâu anh bị điện giật hoài hồi xưa điện, điện, điện giật thế đó. là giật là chết ừ, tức là điện đó đó hả ừ, dạ. ừ. ừ. Thôi, 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 hiểm quá rồi à, như em có thể cho mọi người biết à, em biết cái đồng hồ cát như thế nào và cái lý do tại sao em tham gia Uh, em thật sự ra là em biết thanh là em là học viên của cái lớp mà đường tới trái tim chàng á à. sau đó là em nói chung là em thấy anh có mấy cái khóa học rồi anh ghi trên facebook này kia em lướt lướt trên cái fix á thì em thấy có cái lớp đồng hồ cát thì em mới liên hệ cho cái bạn hiền nguyễn mà hồi trước em hay cái lớp mà đường tới trái tim chàng thì em đăng ký vào tại vì em đã kiểu như là em tập thể dục rất là nhiều mà em không giảm cân được có nghĩa là em càng tập thì em càng đói và em ăn càng nhiều lên thì em mà hồi đó em tập thể dục là em bỏ khoảng năm sáu triệu để mà tập mấy cái cái thẻ nhưng mà cũng không giảm được thì em cũng không biết cái nguyên nhân tại sao thì em mới nói là chắc là do cái chế độ ăn của mình thì em mới uh, vào đây thử thôi là tại vì anh đã giúp em cái có cái nhìn khác về cái tình yêu á thì em phải cho em coi thử là như thế nào nó, nó em có giảm được hay không á rồi vô thì lúc em mới biết về cái phương pháp của như thực hiện thì có cái khó khăn gì không? thật sự ra nó khó khăn là ban đầu là em em đi plan ba là em không có nhịn được em không có thể nào uống nước được em phải chuyển qua cái plan đồng hồ cát là em ăn trứng luộc đúng rồi. rồi em thay sau đó là em thay cái trứng luộc bằng bơ tại vì em ngán trứng quá em quả bơ ấy, thì em ăn nửa quả bơ mà em em ăn có một lần trong một ngày rồi bắt đầu một tuần đầu là em rất là mệt em không tập thể thao được luôn thì tới tuần thứ hai là bắt đầu em tự nhiên cái em quen được cái chế độ đó xong bắt đầu em đi tập thể thao em đi nhảy rồi em cũng có chạy bộ nói chung là em tập thể thao em thấy rất là bình thường thì chính vì <laughs> chế độ dinh dưỡng với lại thể thao cái em xuống người luôn em cũng không biết tại sao nữa thì em kết hợp hai cái đó lại <cười> <cười> tốt cho em rất là tốt khi anh giảm cân vậy có người nào à, bà con hay là cha mẹ hay là người thân cũng như bạn bè có có ai chê hay có ai trách móc hay có ai ủng hộ gì không à, mẹ em thì nói là à, con không ăn là con xỉu này kia nhưng mà em kiểu như lúc đó em cũng liều em nói là tại vì mẹ cứ kiểu như là gia đình thì người lớn thì người ta bảo mình là phải ăn tinh bột này kia ăn cơm á thì em mới nói là bây giờ mình ráng thì liều một lần đi <laughs> mình không ăn đi coi như thế nào thì lúc đó em em không ăn tinh bột là em cắt cơm hoàn toàn và em cắt những cái gì liên quan tinh bột thì luôn khoai lang em cũng không ăn luôn thì em cũng ủa bình thường em đâu có còn em đâu có xỉu hoặc là cái gì đâu mà ngay cái lúc mà có có thể cái cái ngày mà em tới tháng em vẫn thấy bình thường luôn em tới tháng thì em sẽ kiểu như là em có pha một chút trà gừng em bỏ một chút đường em uống thôi chút xíu đường thôi thì em vẫn cảm thấy bình thường luôn Em cảm thấy ừ. là nó không có phải là hồi xưa là khi mà em tới ngày là em phải ăn rất là ngọt nhiều, như sô-cô-la này kia, nhiều lắm. Thì bây giờ thì em cảm thấy nó, cái phương pháp này nó rất là bình thường và em tập thể thao và em chơi này kia em cảm thấy là nhiều khi em còn tiết kiệm tiền, mua đồ ăn này kia nữa. Không Đúng. có ăn vặt nhiều nữa. Được. Hồi trước lúc đó là anh nói đồng hồ cát các bạn sẽ tiết kiệm tiền khi tham gia, nhiều người không tin. Nhiều người cử anh ấy. nói ông này ông lùa gà. <laughs> Tức là khi tham gia đồng hồ cát với cái học phí như các bạn biết là 399 ngàn và không mua gì nữa. Mà trong một tháng thì thật sự nếu các bạn làm đúng các bạn tiết kiệm được có mấy triệu. Và cái đó thật sự là vậy. Nghĩa đen, chứ không nghĩa bóng. Wow. Rồi à, em anh, anh, biết là đối với các đấng sinh thành cha mẹ của em đây là nói chung đại đại, đại đa số. Đặc biệt là người Việt. thì người Việt chúng ta lớn lên là nông nghiệp mà. Cho nên vẫn nghĩ là ăn cơm gạo là tốt nhất. Trong khi có thể khẳng định là ngược lại ăn cơm gạo là cái thứ nó nằm trong một những thứ không nên ăn hoặc là nếu ăn thì ăn ít thôi Tuy okay. tuy nhiên cái anh câu anh vừa nói vừa rồi á, là một cái câu khẳng định rất là lớn không phải từ anh đâu từ khoa học á từ đã chứng minh được á từ những cái đã hiểu lầm mà bây giờ người ta đã rút ra và cái câu này cũng không phải mới nữa câu này nó cũng mười mấy hai chục năm nay rồi chỉ là những người những bạn nó chưa biết thôi đặc biệt những cái người lớn tuổi những người mà không có nghiên cứu thì em á, là em đang thực hiện cái điều đó và em giảm được chín kg rưỡi. Em có thể cho mọi người biết cái lộ trình cái cân nặng của em nó giảm như thế nào trong 20 ngày vừa rồi em giảm được chín kg rưỡi không? Thì à... Alon anh còn em nói không? Nghe, à. nghe. Dạ. À, tại thì ban đầu là em như là 77 kg, hay kg hai gì đó, 77 kg. Ừ. xong rồi sau đó là cái ngày hôm sau em cân á thì À, vì cái tối hôm mà em tham gia cái ngày đầu tiên mà buổi mà mình học cái đồng hồ cát á thì cái tối hôm đó em không ăn thì em xuống là 75,5 năm thịt gì đó xong rồi sau đó là à, em cũng em bắt buộc mình phải theo cái chế độ mà đồng lên đồng hồ cát á thì ừ. nó xuống từ từ là 74 nó nó 74, mấy á xong rồi 73 rồi nó xuống từ từ 71 rồi tới bây giờ là nó tới cái số cân là 67,6 gì đó em không nhớ để em chỉ... thì thì Đúng theo rồi. em là cái kiểu như là em cứ không phải là mình ráng mình nhịn nhưng mà em thay cái đó bằng nước á rồi kiểu như là em ráng em làm việc nhiều để cho em quên cái cơn em ăn đi. Nói chung là ban đầu thì nó rất là khó với mình kiểu như là mọi người đồng nghiệp của em cũng nói là sao chưa không thấy nhỏ này đi ăn thì cứ thấy em thấy em là em đi đâu đó em kiểu như là em đi tại vì trong công ty em có cái phòng nhảy ở dưới thì buổi trưa nó có hai cái lớp nhảy thì em xuống em nhảy ở dưới mà rồi em nói chung là tự nhiên cái mình tập trung mình làm việc nó nhiều hơn thì tại vì mọi người thì buổi trưa hay đi ăn thì em là không đi ăn thì cũng hay bị nói cái đó rồi về nhà cái mẹ cứ thấy mình không có ăn cơm gì hết mà sao vẫn kiểu như là mẹ cũng sợ là nó buổi sáng thì nó không ăn một cái gì hết mà nó vẫn sẽ phải 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 thì, thì nói chung là cái ban đầu thì cũng bị mọi người nói cái điều đương nhiên tại vì mình nhiều khi mình từ chối những cái bữa ăn nhậu này kia thì mọi người cũng nói là sao có người nó nó giống như nó tuyệt thật hay sao này kia rồi nói, mọi người cũng nói là thế nào mày cũng xỉu này kia nhưng mà em thấy em không có xỉu tới ngày hai mươi mấy em vẫn chưa xỉu em nhắn nhắn coi có ai ngoài kia coi chừng có có xỉu vô đỡ thấy em đang ngồi đây có xỉu đâu dạ. <laughs> à, các bạn họ sợ xỉu là vì họ không có ý kiến thức về dinh dưỡng trên dạ. trên nếu mà mình thừa giả sử anh giả sử nếu mình thừa cân đi anh giả sử nếu một người mà thừa 10 cân thì 10 cân thừa là như dạng mỡ tích trữ mà 10 kg mỡ có nghĩa là 10.000 gram mỡ 10.000 gram mỡ mà nhân cho khoảng 9 calori thì cái người đó có khoảng 100.000 calori để đốt làm sao gọi là thiếu ăn được đã ăn từ trước rồi đang đang mang trên người dưới dạng mỡ dự trữ và cơ thể chúng ta nó có cái chức năng chuyển hóa thành dự trữ thì bây giờ lúc cần thì lấy ra xài cho nó nó hoàn toàn không có liên quan gì Nhưng mà họ vẫn sẽ sợ Thì điều đó Cái đó chúng ta cũng biết là số đông Đâu phải ai cũng hiểu Và có kiến thức và trải nghiệm đó Thế thì bây giờ em có cái gì khuyên những bạn mà Muốn giảm cân nhưng mà còn đang lưỡng lự Hay sợ hãi hay chưa biết Thì theo cái kinh nghiệm của em Nó giảm cân đó là mình Nói chung là mình phải Đúng cái dinh dưỡng Là mình phải có cái sự Quyết tâm để mà theo Tại vì ban đầu thì em nhìn thấy đồ ăn là em thích lắm, tại vì mình nhịn tuần mà mình thích đồ ăn lắm, mình nhìn mình đi ngang qua mấy cái bà bán bánh canh rồi này kia là mình thích dữ lắm. Không thì... nhịn cũng thích em, nhiều người không nhịn cũng vẫn thích, nhiều người ăn nhiều rồi cũng vẫn thích, chứ không phải người 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 như em, người đã ăn no rồi nhìn vẫn thích. <laughs> cái lúc đó là em phải có cái lý trí giống như là em nói là. Uh, năm nay là em 23 tuổi là cái tuổi nó cũng gọi là đẹp của phụ nữ yeah. thì em nói là mình không thể nào mình kiểu như là em cứ thấy em cứ không giảm cân được em tập rất nhiều mà em không thì em mới nói là hôm nay mình phải quyết tâm là mình phải giảm ví dụ em nói là một ký hoặc là ba ký cũng được <laughs> em không yeah. nghĩ em cũng không nghĩ nhiều đâu nhé một hai ký cũng được cũng phải giảm thì uh, nói chung là lúc đó em rất là quyết tâm cái thời điểm này em rất là quyết tâm để mà làm cái việc đó rồi uh, em thì em có kết hợp thể dục thì nó có thể là nó nhanh hơn một chút tại vì cái người của em em ngồi văn phòng thì em rất là mệt nên em phải tập thể dục kiểu như là em cho nó hoạt động này kia đúng. rồi đúng. em cũng làm việc nhà để cho nó có hoạt động đi tới đi lui á thì nói chung là mình cứ làm thôi mà em cũng không có nghĩ tới cái cân nặng nhiều em cứ làm 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 riết xong rồi thì mình cân lại thì mình thấy thì mình thấy như vậy thôi đúng em làm rất đúng thậm chí đúng theo những hướng dẫn luôn và trong hướng dẫn đúng. em khuyến khích các bạn vận động đó là lý do tại sao có bài tập để nộp ấy. cái đó tức là không cần phải tập Gym ấy, tập gì nặng, chỉ cần vận động ở nhà nhẹ nhẹ thôi, đi lên xuống cầu thang, rửa chén, dọn dẹp thôi Tức là mình chỉ cần năng động tí thôi, Chứ cái lượng cân nó sẽ giảm lên rất nhiều Nó tăng dạ. cái tốc độ tăng cân rất là nhanh à, Chúc mừng em Rồi vậy thì dạ. các bạn sao em có cái lời khuyên gì cho họ? Lời khuyên thì em nghĩ là trước khi mà mình muốn giảm cân á là Thì em như em đã nói là mình phải có cái sự quyết tâm đầu tiên là mình phải quyết tâm để mình làm cái việc đó, cái thứ hai là mình hãy mình hãy theo cái lộ trình mà giống như là khi tham gia vào đồng hồ cát thì em tham gia em tuân thủ theo những cái lộ trình mà đi ví dụ như mà có mệt quá thì em về đọc lên đồng hồ cát liền, có ừ. cái gì đó ăn trong bụng thì đỡ đỡ hơn, rồi mình phải có cái sự mà nói chung là em coi rất là nhiều cái hình ảnh của những cái cô mà hoa hậu này ốm này kia thì mình nói là Ờ, mình muốn cái hình ảnh giống họ thì em lấy cái 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 xếp của họ để mà em làm cái cho em á thì tự nhiên cái em mình cứ theo ừ. mình follow theo cái tự nhiên cái mình xuống luôn. Thì cái lời khuyên của em là phải có cái sự quyết tâm từ ban đầu thì mới được. Có nghĩa là mình phải chịu thay đổi chứ không phải là nhiều khi mình vô rồi cái mình mình không cân rồi mình không ăn thì người ta cũng đâu có nói gì được mình. Nhưng mà đúng bản rồi. thân là mình làm cho mình thôi. Chính xác. Em nói rất đúng á rất là tốt rồi tâm như anh đại diện các bạn cảm ơn em đã vào đây chia sẻ và những cái thành tích cái như lộ trình em đã đi qua nó là động lực cho rất là nhiều người anh cũng không biết là sẽ làm được cho bao nhiêu người nhưng mà anh tin chắc là sẽ nhiều người lắm anh chúc mừng em đã giảm được trên cái lộ trình giảm cân để về cái không phải chỉ về vóc dáng xinh đẹp đâu mà cả sức khỏe của em nữa đó yeah. em, nếu mà đo được mở gan như bao nhiêu bạn ở trong chương trình này đo mở gan đo Tức là những cái chỉ số như Global A1C Tức là chỉ số về đường trong máu Rồi thận Rồi chỉ số rất là nhiều chỉ số về sức khỏe Anh tin chắc cái cao uric acid này nè Anh tin chắc là sức khỏe em tốt hơn rất là nhiều trước đó yeah. Anh Hẹn gặp em tiếp tục cái lộ trình Còn khoảng mười mấy ký nữa Tiếp tục đi tiếp yeah. Yeah. <laughs> Tới cái ngày mà em xinh đẹp hay không Nếu mà tới cái ngày đó rồi mà về 18.5 Nhắc anh cái để anh phỏng vấn em Thì lúc đó anh cũng tò mò lắm Nó lấy cái hình mới gắn vô cái hình cũ so sánh lại <laughs> coi dạ. chút sau như thế nào rồi tâm dạ. như cảm ơn em nhé dạ rồi em cảm ơn anh tuấn cảm ơn em đẹp quá dạ. dễ thương quá chừng Đấy. đẹp quá trời luôn mà về về mấy về mười tám năm là nhìn giang hồn hết hồn về nhà chó sủa tưng bừng <laughs> ba mẹ nhận nhận không ra nhưng mà cái nghĩa tốt á Đi, đi đi ra ngoài mặc đồ mấy bộ đồ đẹp á mặc về cái đi đâu đó một tuần về giảm vậy cái mặc mấy bộ đồ đẹp vô nhà trang điểm chút cái ủa xin lỗi cô Đúng kiếm không? Không? ủa Ô, cô, có ai? cô 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 qua hậu đi đâu đây, cô cô lộn rồi sân khấu chỗ khác, nó con này, mẹ, con nào <laughs> kiểu vậy. Dễ thương ghê á, mà thấy 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 bạn tươi thật tươi cái mặt thật là tươi, sức khỏe Đúng rồi. là cái cái quan trọng hơn là cái ký cái giảm ký nữa, cái cái quan trọng là cái sức khỏe nè. Tiện à, đây mình đọc thêm một cái câu của cái bạn à, đồng hồ cát 477 Bích lệ. Là muốn chia sẻ là em chào anh Tuấn, em chào chị. Em xin chia sẻ đôi lời biết ơn. Vì nhờ tham gia khóa học mà trộm vía, em đã đẹp và khỏe hơn nhiều. Em giảm được hơn 3kg và về BMI 18.6 ạ. À. Trước đây bác sĩ có chẩn đoán em bị nang buồn trứng dẫn đến kinh nguyệt không đều. Và sau khi phát trộm vía, kinh nguyệt của em đã đúng ngày luôn ạ. À. Em xin cảm ơn anh Tuấn và các anh chị trong chương trình. Wow. Đẹp đẹp nó là cái autophagy đó cái autophagy đó giúp em á, cái cái reset là những cái tế bào như chúng ta giảng về gene expression chúng ta giảng về stem cell tức là tế bào gốc trong cái quá trình autophagy nó đang xảy ra với em và rất là nhiều bạn ở trong chương trình này tức là nhìn vào cái số cân giảm nha trung bình mỗi người tới giờ là gần 3 kg thì chúng ta biết là cái autophagy đang có tác dụng rất tốt và cái insulin trong gần như tất cả những bạn đang tham gia những bạn nào đang tham gia chắc chắn là đã xuống thấp hơn rồi tức là cái 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 pathway cái đường dẫn của cái lão hóa nó đã chậm lại rất nhiều cho những bạn nào đã tham gia mà chúng ta hiển nhiên không thể vào từng cái tế bào từng người đó đo đó cho các bạn nhưng mà nó sẽ thể hiện qua cuộc sống của các bạn chúc mừng tất cả các bạn à, bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách giơ tay hoặc là để để trong cái khung chat ha chị đọc cái có một câu hỏi của bạn đồng hồ cát 188 chị ơi giúp Em mấy nay em bị Covid sau 3 ngày, giờ em mất động lực giảm cân. Động lực giảm cân thì em quay trong nhóm á. Tại vì như trong, trong chương trình chúng ta là đã có cái phần tổ. Và cái tổ là từ nào gì chứng minh được nó là cái phần động lực mạnh nhất. Thật ra sau khi em Covid thì nhiên, cũng nói chung, nó chẳng có gì tốt đẹp của chúng ta bị những con đó. Nhưng mà em có thấy là cái lúc mà em bị cái đó em không muốn ăn. Và đó là một cái quá trình rất là đúng. À, không phải ăn không, mà... Tức là cái này đã được chứng minh rất là rõ Và anh là cái người thực hiện cái đó Và con anh cũng vậy Cái đợt về Việt Nam vừa rồi nè vào tháng 7 nè Tức là mới 2-3 tuần trước thôi Là thằng Y Thần, con anh nào, chị Quỳnh và cả anh Thì bị dính cái con virus ở Việt Nam ấy. Thì Việt Nam vừa rồi là có cái con virus Nó, giống như stomach flu Là cái con mà nó cúm Có người bị 4-5 ngày Con Hana bị hơn tuần Có người bị 3 ngày, 2 ngày rồi ói mửa Mà họ hiểu lầm là trúng thật gì đó Thật ra mới trúng thật Nó là bị dính con virus đó còn cái cảm giác mà tại sao họ gọi trúng thực là vì thức ăn nó tiêu chậm hơn bình thường rất nhiều. Và đó là một cái cơ chế tốt để giúp chúng ta phục hồi khi bị virus. Điều đó có nghĩa là sao biết không? Khi bị virus đừng ăn, gì? uống nước, khoáng, tức là có đủ khoáng, có đủ nước và đừng ăn. Gì? Thì anh anh đó là anh bị cái con đó và anh quyết định là nó không ăn và nhiều bạn cũng ngạc nhiên nói sao không thấy sư phụ này tuyệt thực hả à? Tại là những bạn mà thân ấy, trong chương trình apprentice nói sư phụ này tuyệt thực nói à? nó đâu tuyệt thực gì đâu à, nhịn ăn đấy cho nó lành bệnh và anh nhịn khoảng gần 48 tiếng gần bốn tháng tại vì anh có một cái hẹn rất là quan trọng khi anh biết anh bị á thì cách đó khoảng gần 2 ngày là anh có một cái hẹn rất là quan trọng cho nên anh quyết định là không ăn gì anh nhịn luôn gần 48 tiếng tới ngày đó đi ăn và anh làm luôn điều đó luôn anh nhịn luôn không ăn gì hết, chỉ uống nước đủ thôi chỉ một đêm thôi các bạn là thấy người nó khỏe rồi nhưng mà anh nói quyết định tiếp tục nhịn luôn chỉ một đêm thôi tức là qua một đêm là hết liền luôn và ngày hôm sau tức là đợi tới khoảng gần bốn tám tiếng anh đi anh hẹn và rồi ăn sáng và <laughs> thấy mọi việc nó bình thường bởi cho nên hai cái bút kem diễn ra sau đó mọi việc rất là tốt <laughs> thì anh chỉ nói cái đó để cho bạn hiểu về cái phần mà bị khi em bị cái covid hay là bị cúm nói chung đừng ăn gì à, Nó nói nghiêm túc á nhiều người cứ nghĩ là ăn phải có sức đâu no. lúc đó bạn không cần sức lúc đó bạn muốn cái hệ miễn nhiễm của bạn nó lên tốc nhất lúc đó bạn mà ăn vào á nha cơ thể bạn nó phải nó phải cố gắng nó tiêu hóa và lúc đó cái hệ miễn nhiễm bạn là xuống thấp nhất luôn lúc mà bạn ăn đầy bụng á cứ lúc bạn ăn đầy bụng là lúc cơ thể bạn yếu nhất cái lúc bạn bụng của bạn mà nó ém thì nó trống á là lúc bạn khỏe nhất hiển nhiên mình không nói một người ốm đói bị suy dinh dưỡng chúng ta đang nói bình thường vậy nè. và cái lúc đó cơ thể mình nó nó fight với cái infection tức là những con virus đó, tốt nhất này, một số bạn có thể thấy vô lý nhưng mà các bạn có biết không là lúc đó bạn kích hoạt cả nguyên một cái tuyến adrenal nó đối với con virus tốt hơn nếu như bạn không ăn nếu như các bạn xong nữa đó là một cái phương pháp rất là tốt để chống với con virus lúc bạn xong á nó không phải chỉ là cái mùi dược thảo đâu cái đó tác dụng không có nhiều cái dược thảo nó giúp cho bạn dễ chịu đúng rồi nhưng mà cái quan trọng là cái nhiệt lúc bạn xong và bạn thấy cái phương pháp xong của người việt đó, nó ghê hơn tấm hơi của người nhật ghê hơn nhiều lắm nó ghê là chỗ này nè cái khoảng xong là cái diện tích rất là nhỏ cái thể tích rất là nhỏ bằng cái mền đúng không cái thể tích rất là nhỏ mà cái nồi xong là nó nằm ngay chân và cái lượng nhiệt thì bạn biết là cái nước sôi là 100 trăm độ mà khi mà mở cái nắp nồi ra Một cái thể tích nó nhỏ như vậy á, Nó đẩy tới cái density Của cái hạt gọi là hơi nước Ở trong cái mền nó cao cao hơn sông Sông không bằng Chính vì vậy cho nên á, Cái đó nó kích hoạt Bạn làm sao mà mồ hôi của bạn Mà nó nhiễu tổng 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 xuống á. Nó nhiễu mà bạn không cần đụng tay vô Nó cứ nhiễu xuống Hiển nhiên là nó phải cỡ chừng Ít nhất cũng phải 15 phút á, Nó mới tới cái mức đó 5-10 phút đầu nó chỉ bắt đầu thôi Nhưng mà tới khoảng sau 10 phút Bạn thấy mồ hôi bạn nó rớt xuống kịch 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 Mà người nào mà liều mạng á, nói liều mạng nghe tới ghê nhưng mà chịu khó ngồi khoảng hai chục phút. Đó. Bạn thấy mồ hôi của bạn nó rất đầy luôn á. thì lúc đó là bạn kích hoạt cái tuyến adrenal của bạn tốt nhất và cái lúc bạn làm được điều đó thì bạn biết cái tuyến adrenal được kích hoạt á thì nó tiết ra cortisol tiết ra norepinephrine Và nó nó tạo ra cái hệ miễn nhiễm lúc đó rất mạnh luôn và nó bụng của bạn lúc đó mà tạm gọi là rỗng đó, đói hay là chỉ đói không đúng đâu tại lúc đó bạn không thấy đói. Tại đói giờ từ sau người bệnh đó người ta không thèm ăn. Và đó là một cái cơ chế thuận lợi để đấu với con virus. Bạn thấy không thèm ăn bạn cảm giác nó tức bụng xì hơi gì đó các kiểu để không ăn cho nên là ai mà thấy người ta đang cúm một kiểu ăn chứ có có sức đâu no, cái đó là hại người ta để cho tưởng ăn thì đó là cái tuyến adrenal nó mới tiết ra nó cái hệ miễn nhiễm nó lên mạnh nhất và lúc đó bạn thấy là tại sao xong xong thấy nó khỏe hẳn luôn lý do là vì lúc đó bạn đối với con virus đó là chưa nói tới nhiệt trên cơ thể của bạn lúc đó nó bị đẩy lên và cái cơ chế đó là cơ chế giết virus luôn còn cái mùi dược thảo lá bạch đàn lá ổi lá xoài lá cái gì đó nguyên đóng lá nó làm nó có kích hoạt những cái 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 cảm giác dễ chịu cho chúng ta đúng rồi eucalyptic tức là uh, quân nhịp. mùi uh, nhiệt đúng rồi cái mùi đó là cái mùi nó giúp cho chúng ta dễ chịu hơn đúng nó có tác dụng vào những cái kích hoạt và những cái tuyến nội tiết của chúng ta đúng nhưng mà cái nhiệt là quan trọng bởi cho nên bạn nào mà bị cúm chỉ đơn giản là đừng ăn uống tí nước khoáng tức là nước pha với muối biển và rồi bạn xong hơi bạn thấy nó, nó nó nhanh lắm bạn xong lần bạn xong hai lần cũng được đó là lý do tại sao bạn thấy một người cấp cứu đi vô bệnh viện người ta đâu có cho ăn người ta chích nước biển nước biển thực ra chỉ làm đó là saline tức là nước muối thôi nó thực sự là nước biển tức là nước pha với muối khoáng vậy thôi và đó là cái cơ thể chúng ta cần lúc đó chứ không cần đồ ăn ok thì anh nói vậy để em về hiểu về cái phần mà em nói bị uh, virus thế thì bây giờ quay làm sao có động lực động lực nó đến từ em cái động lực nó mạnh nhất nếu như em yếu động lực nó có tổ nhưng mà tổ là phụ tổ giống như là lúc em té tổ đỡ em đứng dậy nhưng mà đứng dậy được rồi sau đó em phải đi cho nên anh khuyến khích em quay lại tổ em á em vô trong đó em la làng lên mấy chị ơi giảm mất động lực quá em mất động lực quá em giảm được có bảy ký mất động lực quá thì lại lại vậy đó em vô em la làng lên em la làng lên mấy bà kia mấy bà đá đến đây, em nói bà mẹ mày tao giảm mấy năm ký mày giảm bảy ký mày bị đặt mày la làng <laughs> anh nói đùa thôi em vô tổ em nói với các bạn đó em thấy động lực phát lên rất là nhanh cái đó là cái sức mạnh của tổ đó mà có lẽ em chưa dùng tới thì chúc mừng em đã qua được cái nạn covid anh nghĩ ngày hôm nay nó cũng bình thường này covid ngày hôm nay nó không nguy hiểm <laughs> những cái cúm khác nguy hiểm hơn nhưng mà đã qua được rồi phục hồi lại cho mình cái tinh thần và cái sức đó vào trong tổ để tiếp tục giảm cân chúc mừng em đã giảm được cân tại vì qua cái covid anh toán em cũng phải rớt hai ký nữa Hẹn gặp em tiếp trong 4 ngày còn lại Của chương trình về hy vọng sau này nữa không Với lại bạn hồi nãy mới như Nói đó là cái quan trọng là quyết tâm Của mình ấy. Bạn Tâm Như hồi nãy à, Câu hỏi kế tiếp Bạn Đồng Hồ Cát 601 Anh cho em hỏi lượng nước Phù hợp với mỗi người là bao nhiêu ạ à? Theo em tìm hiểu chính xác Lấy số cân nặng Nhân cho 0.04 mong anh, Mong anh xác nhận giúp em à, Hiền ơi Anh đưa cho em cái này Em sẽ thấy là cái câu hỏi của em á Nó không trên đời này không có ai trả lời được hết Tức là không có chứ không phải không ai trả lời Một người Hai người cùng cân nặng Cùng một độ hydration Có nghĩa là xuất phát điểm y chang nhau Từng tế bào luôn Một người làm việc đổ mồ hôi Một người không làm việc không đổ mồ hôi Cái lượng tiêu thụ nước có khác không Em sẽ thấy là nó khác chắc chắn khác Rồi tốc độ chuyển hóa năng lượng rồi lượng muối trong người Lượng khoáng trong người Nó sẽ tạo ra sự khác biệt Cho nên cái câu hỏi là bao nhiêu là chính xác Không thể Về mặt vật lý không thể Thứ hai nữa nè Hai người đó Có người anh giả sử nha Thiếu khoáng hơn người kia Thiếu có nghĩa là người này là thiếu và người kia là đủ Còn Nguy Trang đang hiện tại Thì nó sẽ khác nhau về cái độ lấy nước vào tế bào nữa Cho nên là hai người có thể uống như nhau Anh giả sử hai người cùng uống hai lít nước ngày hôm đó hoạt động y chang nhau vận động y chang nhau nhiệt độ y chang nhau nhưng mà một người đủ khoáng người thiếu khoáng em sẽ thấy là cái người uống hai lít nước đó nhiều khi xài được con lít hai lít rưỡi à nửa lít kia hay là 0.8 lít nó đi tiểu ra bỏ nó không có vô tới tế bào tại vì sao là bị thiếu khoáng cho nên nước vô rồi nó vô tới máu rồi thuận lọc ra bỏ cho nên nếu em hỏi anh là chính xác nó không cần chính xác mà nó không có con số chính xác câu trả lời đơn giản này nè Đừng có nghĩ theo cái hướng đó tại vì đó là cái cách mà người ta sẽ bị tổn thương. Mà nên nghĩ như thế này nè. Thứ nhất á, là một người cơ bản á, nếu em không quá to lớn, khoảng 2 lít. Tuy nhiên cái đó không quan trọng đâu. Cái quan trọng á, là em đủ khoáng. Khi em đủ khoáng á, thì tới bài em sẽ lấy được nước. Và cái cảm giác khác nước hay là cái tiêu chuẩn 2 lít tới 2 lít rưỡi một ngày đó là cái guideline là cái em bám vào đó mà tính chứ không phải là nếu mà hai lít rưỡi em uống đúng ngày hai lít rưỡi anh nói cho em biết rất là nhiều bạn uống hai lít rưỡi nhưng mà bị thiếu nước họ sẽ bị thiếu nước nếu như họ thiếu khoáng và rất là nhiều người thiếu khoáng lý do tại sao thiếu khoáng lý do thiếu khoáng là vì bao tử không đủ độ axit để break đau đạm để từ đó có thể lấy được khoáng em mới thấy là ủa gì ăn nhậu gì chuyện đang đó đang nói chuyện uống nước thiếu nước thì lại thấy là nguyên nhân đến từ bao tử không break down được đạm để lấy được khoáng. Tại vì khoáng nằm trong đạm rất là nhiều, nhiều nhiều hơn trong trong rau cỏ nhiều lắm. Khoáng nằm trong đạm rất là nhiều. Mà bây giờ lại nói về thì em lại nói ủa nếu vậy thì, thì tại sao lại không break down được đạm? Thì anh mới nói tiếp là vì có thể cái cái hydrochloric acid và cái pepsin là một cái hormone hay là một cái men tiêu hóa trong bao tử giúp break down cái đạm nó nó không đủ. Thì em thấy là ủa, tại sao không đủ? Thì câu trả lời xa hơn nữa em đã thấy là thiếu muối. Tại hydrochloric acid tức là stomach acid hay còn gọi là axit bao tử. Nguyên liệu của nó đến từ cái muối đến từ sodium chloride. Cái chloride đó là hydrochloric acid ta Và nó cũng là cái giúp tạo ra cái pepsin luôn. Ok. Và chính vì vậy cho nên lại không đủ, không break down được đạm để có thể lấy được khoáng, để có thể lấy được nước cho nên em có thể uống 2 lít rưỡi nước rưỡi, hai lít rưỡi nước nhưng mà cơ thể em vẫn thiếu đã. cho nên là tiếp tục nè em đã nói chứ ủa vậy làm sao để đủ thì em đã thấy là à nếu vậy nên đủ khoát rồi lại tiếp tục nè nếu như mà các bạn chúng ta mà ăn á, mà uống nước nhiều cùng lúc á, tức là các bạn ăn và uống nước nhiều cùng lúc thì nó sẽ dẫn tới là cái bao tử của bạn nó loãng cái độ axit mà để break down được cái đạm nha đạm mà nó break down tốt nhất ở khoảng độ pH khoảng 1 khoảng 1 có nghĩa là rất là axit luôn á còn lúc bạn không ăn gì bao tử bạn có thể là 1.8, 2.2, 2.5, 2.3 gì đó. Nó có thể tới 3 chấm luôn. Nhưng mà cái lúc mà bao tử bạn đang có đồ ăn nó rất cần xuống tới 1. khi đổ đồ ăn xuống bởi vì lúc đó là những cái gọi là pyro cell ở trong những cái, cái 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 màng của bao tử đó. dưới nó có cái lỗ nó có cái khe nó xíu trong đó nó rất là nhiều những cái 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 cell nó pha trong đó và nó tạo ra cái đó nó phun 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 lên nó phun ra thật sự nó phun ra trong cái cái màng bao tử bạn nó phun ra cái cái hydrochloric acid đó nó làm tiêu hóa mà bây giờ khổ cái ăn mà uống nước vô đặc biệt uống cái gì biết ông uống những thứ như là đường uống những cái thứ như là có một người còn uống nước kiềm nữa mới ghê chứ uống nước kiềm vô là hại hại đời á nó làm hạ cái độ đó làm mất đi cái độ axit nó tăng cái tính kiềm lên bao thử nó trời tôi làm đủ chưa đủ mệt ông đổ nước kiềm vô nữa rồi cái gì nữa nhai không hết á à ăn mà cái kiểu mà chúng ta nó các cụ ngày xưa nói ăn táp nuốt, táp nút mà cái khổ của ăn nó như thế này nè chúng ta gấp một miếng vô miệng chúng ta nhai và chúng ta nhai đúng ra nhai xong nuốt rồi gấp miếng khác thì nó lại khổ rồi nè đang nhai khoảng chừng độ 30% thì gấp thêm miếng nữa vô rồi nhai tới 70% gấp thêm miếng nữa vô chưa nuốt nha tức là ăn cái tay cái miệng cứ nhai tay cứ gấp á tới cái lúc nuốt á thì cái miếng gấp thứ hai nó nhai được rất là ít cái miếng mà gấp cuối cùng đó, nó gần như không được nhai luôn để ý lúc ăn sẽ thấy chính vì vậy cho nên cái lúc mà nuốt xuống là có một số đã được nhai tạm gọi là đúng một số chưa nhai đủ một số gần như không nhai luôn xuống dưới cái bao tử nó nói trời ơi đồ ăn á ông nhai dùm tôi tốt chút xíu ông không nhai xuống đây hả cái hydrochloric acid nó không đủ để thấu vô trong đồ ăn chưa được nhai tại vì lúc bạn nhai ra là bạn đang tăng tiết diện bề mặt của thực phẩm và sự miếng thịt để nguyên vô thì tiết diện của nó miếng thịt nguyên thì tiết diện chỉ là cái chu vi uh, mặt ngoài của miếng thịt thôi. Nhưng nếu bạn nhai nát ra có phải là tiết diện nó tăng lên nhiều lần đúng không? Tăng lên cả trăm lần á. Khi bạn nhai nó nát ra bạn tăng cái tiết diện lên cả mấy trăm lần. Thì lúc đó cái cái axit bao tử nó mới phát down được cái pepsin nó vô mới được. Rồi lúc đó nó mới phát down được cái đạm bạn mới lấy được khoáng ra rồi bạn uống nước nó vô được tế bào. Trời ơi nó dài lắm. Tức là cái lộ trình nó là vậy và nguyên cơ thể chúng ta hoạt động như cái mạng. Cho nên quay lại đây em muốn nói là chính xác đừng có quan tâm tới cái đó. Nếu như em nặng khoảng chừng độ 40 mấy, 50 mấy, 60 kg em uống ngày khoảng 2 lít tới 2 lít rưỡi. Nhưng mà nhớ nè, ăn cho đúng cách. Nhai cho đủ. Ăn đủ đạm và khoáng. Thì lúc đó cơ thể em sẽ lấy được nước. Không cần phải ngồi tính ra gram. Để rồi rốt cuộc nước đi vô thành nước tiểu hết à. Hiểu không? Đó, cho nên anh nghĩ như vậy quan trọng đi con không có cái con số chính xác và không nghĩ trên đời này có ai có con số chính xác được cho từng người từng loại tế bào từng loại hoạt động hôm nay đổ mồ hôi ngày mai không OK, không tính được cái đó. Hoặc là hôm nay mình làm nhiều, hôm nay, hôm kia mình nằm ngủ không thì mình nó khác nhiều. Cái lượng nước cần đi vô. Um, cảm ơn Tuấn. Câu hỏi kế tiếp cho, của bạn đồng hồ Cát 009 Dung Lâm. Em chào anh Tuấn. Em cảm ơn anh đã cho em một con người mới. Em giảm được năm ký rưỡi từ năm mươi chín ký đến hôm nay là năm mươi ba ký rưỡi em yes. kể ra rất nhiều và Chúng cho mình. đến ngày hôm nay em cũng không còn cảm giác thèm tinh bột yes. em có chia sẻ trong nhóm là em bị gặp vấn đề về ruột khi em đi plan ba được 7 ngày hai ra pass đến ngày yes. thứ mười em ăn hai quả trứng thì chiều em bị đi đại tiện ra phân loãng và đen em sợ quá không dám hỏi ai và không dám oh. chia sẻ với chồng em Lúc đó em đó. nghĩ em bị chảy máu đường ruột màu đen mà em đã uống thuốc và em đi plan 1 cho đến bây giờ em đi đúng có một lần như vậy đến ngày hôm qua em mới dám chia sẻ với tổ trưởng và các bạn à. trong nhóm các bạn có kinh nghiệm bảo đấy là do cơ thể thải độc vậy em rồi. cho em hỏi hiện tượng đi đại tiện ra phân đen đấy là như thế nào ạ à? để em đỡ phân vân cái phân đen đó là cái cái thứ mà nó còn nằm ở trong ruột em ở dưới cái phần tức là em fast 7 ngày đó thì nó ra gần hết rồi nhưng mà nó vẫn còn đó. cái phần đen đó là cái phần còn sót lại không nhiều và nó nằm ở đó là vì nó nó chưa ra hết được thôi thì cái lúc em ăn hai quả trứng vào đó, nó đẩy cái phần đen em biết là khi em ăn trứng á là gần như không có gì để đi đại tiện tại vì em nói là sau đó em chỉ đi Cái plan ăn có hai quả trứng thôi các bạn biết là chất béo và chất đạm gần như không có gì để đi đại tiện bởi những người nào mà carnivore diet á họ nói là trước khi mà họ chuyển qua chế độ ăn thịt ăn trứng không á họ bị táo bón họ bị đau đường ruột tất cả các kiểu và nhiều người bị vậy thật nhưng mà khi họ chuyển qua họ ăn carnivore tức là chỉ ăn thịt chỉ ăn trứng chỉ ăn hải sản không ăn gì nữa không ăn rau không ăn tinh bột không gì hết không ăn cái gì gọi là thực vật hết. họ nói đường ruột họ làm rất nhanh họ cảm giác rất dễ chịu và họ đi đại tiện rất là ít lý do đơn giản là vì không có gì để đi đại tiện các bạn biết là khi mà cái đại tiện nó chủ yếu đến từ tinh bột đó đến từ những cái như là rau đến từ những cái chất sơ mà cái cơ thể không lấy được và chúng ta đi đại tiện còn nếu em ăn hai trái trứng thì em biết là thứ nhất hai trái trứng rất là ít thứ hai là chính cái trứng nó không còn cái gì sau khi tiêu hóa cả cho nên là cái phần em phim màu đen nó chẳng qua chỉ là cái phần nhu động ruột nó kích hoạt khi em bắt đầu em ăn lại nó đẩy cái thứ còn sót lại mà nó chưa ra chính như vậy cho nên nó bị vậy thôi và em hoảng sợ là vì em thấy màu đen nhưng mà một số bạn dùng cái chữ thải độc đó thì ở những chân mực nào đó cũng có thể nói là nó đúng tại vì những cái thứ mà nó không nên ở lại thì nó đã ra thì tạm gọi thải độc cũng đúng. Nhưng cơ bản đó là những cái phân mà chưa thực sự ra. Vì cái quá trình autophagy của em nó giúp đẩy ra gần hết có thể là nó biết 90 95% gì đó. Nhưng mà nó còn một chút xíu nó ngưng là vì cái nhu động ruột lúc đó nó ngưng. Là vì cái tế bào ruột em nó không có thực phẩm nó sẽ không có kích hoạt cái nhu động ruột nó đẩy ra cho nên nó còn chút xíu đó. Thì ngay khi em ăn vào nó làm sạch hết phần còn lại. Chỉ có vậy thôi, không có gì đâu hoảng hốt cả Cái đó bình thường, nó hoảng hốt Không có máu, máu nó đỏ em Ok, cho nên Cái đó không phải máu, không có gì phải sợ Đường ruột em ngày hôm nay chắc chắn là sạch hơn Và khỏe hơn rất là nhiều, chúc mừng em À, Tuấn nói thêm Các bạn là khi mà có những cái trường hợp Như vậy thì cứ việc hỏi đó. Chứ à. đừng có ngại chia sẻ hả Tuấn Tại vì à. nó không nguy hiểm đó. Các vì bạn mà... nên Các bạn nên chia sẻ trong nhóm À, hiển nhiên là với cái uh, kinh nghiệm ở trong nhóm chúng ta đã đi qua tới cả chục ngàn ca rồi. Tức là nó là một cái chương trình anh không biết nhưng mà ở hiện tại có thể nói ở Việt Nam anh chưa biết một cái chương trình nào mà nó có cái diện rộng như vậy. Thậm chí ở nước ngoài anh cũng chưa biết có một chương trình nào mà nó có cái diện rộng như vậy tới cả chục ngàn người mà lại theo sát nhau. Nghĩa là rất là sát. Tức từng tổ báo cáo mỗi ngày, từng người báo cáo mỗi ngày. Chứ không phải là theo kiểu một cái nhóm Facebook là chúng ta cùng làm, chúng ta cùng làm mà nó không có theo sát. Cho nên có thể nói là cái kho dữ liệu và kinh nghiệm nó lớn lắm luôn á. Cho nên các bạn đừng sợ chuyện đó. Không mất lòng ai hết. Cho nên nên nói ra để lấy được cái sức mạnh và cái 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 kinh nghiệm đó mà dùng cho mình. Ok. Thứ hai nữa nè. Cũng có thể đôi khi chúng ta không may ở trong tình huống là đang có bệnh trên người mà không biết. Và rồi lúc đó nó cho chúng ta cái cơ hội để nhận ra. Tại vì chúng ta đâu có hoàn hảo đâu mà chúng ta vẫn có thể đã bị bệnh trước đâu có biết đâu rồi tham gia vô năm 7 ngày một hai tuần bắt đầu thấy có cái gì đó lạ nhưng mà lại sợ không nói trong khi cái lạ đó nó không phải đến từ cái autophagy tức là cái chương trình mà là vì cái chương trình nó lộ ra cho chúng ta thấy ồ chúng ta có những cái bệnh tật nào giờ không đi khám nhiều người không chịu đi khám sợ khám loại bệnh kiểu gì đó cho nên là cái đó nó giúp chúng ta biết được chúng ta có cái gì để mà đi mà chữa tại vì có những cái cần tới bác sĩ có những cái bác sĩ rất là giá trị giúp chúng ta được rất là nhiều. Gãy cái tay đi. Mà gãy cái tay em em fast rồi nó giảm thể No, gãy tay phải đi bác sĩ chứ không phải gãy tay autophagy giúp gãy tay, no autophagy không có giúp gãy tay. Ok gãy cái tay vô bác sĩ băng bằng bột lại. Hay là có những cái gì bị nhiễm trùng chẳng hạn hay có những cái bệnh tật mà đó bác sĩ có những cái chữa chúng ta gấp. Cho nên nên chia sẻ các bạn nha, đừng ngại chuyện đó. Đừng có sợ chuyện đó và các bạn cái đó là cái sức khỏe của mình ha. cho nên mình bảo vệ cái sức khỏe của mình, đừng có ngại cái chuyện đó. và câu hỏi kế tiếp là bạn đồng hồ khác 019 ăn trứng rất tốt nhưng người bị bệnh viêm gan siêu vi B có ăn trứng được như người bình thường không anh Tuấn ăn được và ăn nhiều hơn bình thường um, viêm gan á anh không biết tùy vào cái cái loại cái này bác sĩ sẽ cho em thuốc về viêm gan okay. thì viêm có nghĩa là bị infection có nghĩa là nó bị uh, vi khuẩn, vi trùng thì nó là làm hư. Tuy nhiên, cái cái viêm gan, anh có phải một bác sĩ để có thể nói cho em? Nhưng mà gan á, nó thường á, nó không bị viêm theo cái cách là vi khuẩn tấn công. Nó có thể là bị vi khuẩn tấn công, giống như là cái bao tử. Mà người ta vẫn nghĩ á, là cái bao tử mà bị lét là do con vi khuẩn hp. Trong khi, cái này là cái anh nói riêng off record có nghĩa là nếu như em đi vô thế giới y khoa họ sẽ phủ nhận cái của anh một cách giống như là con dáng đại cái cặp chết ngắt nhưng mà anh nói với em biết là vì đây là cái anh biết nhưng mà anh anh không vì không có chính thức và tất cả những cái tài liệu mà nhỏ nhỏ đều bị chặn hết kể cả trên mạng xã hội luôn là cái con ph đó nó là cái con khi em bị lét bao tử nó mới xuất hiện để giúp cho chúng ta lành lét bao tử lành đây có nghĩa là nó dọn dẹp thôi chứ nó không làm hết lét nó làm nó dọn dẹp cái 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 tai nạn của cái lét lét là do cơ thể chúng ta không tạo kịp những cái màng gọi là mucosa trong bao tử thì cái này em cũng nói nhiều lần nhưng mà người ta sẽ gọi là cái con đó và thậm chí nói nó gây ô sơ tức là những cái bú luôn trong khi không phải anh đã từng bị cái đó và anh đã từng lành và rất là nhiều người bị cái đó và cái cách nghĩ đó nó giúp họ xử lý này nè anh chỉ cần chỉ họ thôi là uống đủ nước ngưng những cái hóa chất mà mà cản cái việc tạo màng uống đủ nước và đừng ăn thì nó hết cái đó và con pH tự nhiên mất thì trong chương trình chúng ta đã chứng minh được cái đó về mặt thực tế rồi Hiển nhiên anh lặp lại bác sĩ sẽ không tin Nhưng mà bác sĩ chữa hoài không được Thậm chí có bác sĩ bị con PH Tức là bị lết bao tử mà không chữa được cho mình đó. ok Anh đã từng gặp và họ đã từng nói ok Chính bác sĩ chữa cho anh nói là Bác sĩ trưởng khoa bị con PH Không chữa được, anh không chịu dùng thuốc Làm sao anh lành, anh nói anh sẽ lành Và anh đã lành ok Và con PH nó không còn nữa sau khi Lết bao tử hết thì cái chương trình chúng ta là dùng cái phương pháp autophagy là chính và rất là nhiều bạn bị lét bao tử vào đây hết. Và khi lét bao tử hết thì con pH nó không xuất hiện nữa. Tại vì cái con đó, nó, ẩn trong người chúng ta, nó chờ bị lét thì nó chạy ra nó giúp nó dọn dẹp thôi. Thì anh nói cái đó để nói về cái gan nè. Về cái gan á, bây giờ người ta vẫn đang khẳng định là bị cái con siêu vi gì đó. Ok, thì anh không phải bác sĩ, anh không nghiên cứu và cái này anh không vững bằng cái lét bao tử để có thể nói cho em biết nhưng mà bây giờ này em có dùng thuốc của bác sĩ hay không dùng thuốc bao tử à, dùng, dùng thuốc của bác sĩ về cái gan á thì nó vẫn như thế này là chắc chắn đúng nè em nên cho cái gan của em điều kiện tốt nhất để nó lành tại vì gan có khả năng tự tái tạo tức là phần virus anh không cãi bác sĩ anh không muốn chứng minh bác sĩ sai anh không biết để chứng minh bác sĩ cho thuốc cứ dùng đi chắc chắn sẽ có giúp gì đó ok anh không biết được cái tác dụng phụ nhưng nó sẽ giúp nhưng mà cái chắc chắn giúp được mà giúp vô gốc nè cái gan nó có khả năng tự tái tạo và ai cũng biết điều đó rất là rõ thậm chí nó có thể tự mọc lại một phần nữa đừng có tới cái giai đoạn 3 hoặc 4 thôi tới bốn là nó thầm tức là nó hư rồi đó là tiêu thì cái em nên làm cho cái gan là thứ nhất đừng đưa những cái thứ như là đường vào đặc biệt đường fructose đường fructose thì cái bước đầu tiên nó là mở gan sau đó nó làm mở thay thế tế bào gan sau đó nó bắt đầu tế bào gan bị tế bào mở bắt đầu nó chuyển hóa và làm hư tế bào gan rồi cuối cùng nó thành là chai chúng ta còn sơ cái gì đó đại loại vậy đó thì mình có đưa cái thứ đó cho gan nữa tại vì cái đó thứ nhất làm hư tế bào gan trực tiếp thứ hai là bắt gan làm việc rất mệt hai thứ không nó bắt cái gan làm việc mệt đã chớ rồi sau đó nó lại làm hư luôn cái gan có nghĩa rằng không phải nó làm mài mòn máy móc nhanh mà nó làm hư luôn cái máy đó cho nên chắc chắn một điều mà giúp cho cái gan là bỏ hẳn những thứ về đường tinh bột đó là cái chắc chắn nhất ok cái thứ hai giúp cho cái gan nè ăn mỡ tốt và cái thứ ba giúp cho cái gan nè ăn đạm tốt tế bào gan cái tế bào gan đó nha nó được tạo ra rất nhiều bởi protein hiển nhiên nó rất là phức tạp nhưng mà để có thể tái tạo sửa chữa tế bào gan em tưởng tượng của nó cần cơ thể cần cái gì để làm được lại tế bào gan câu trả lời cho em nè nó cần chất đạm cái amino acid chính là một thứ hai nè chắc chắn nó cần chất béo và hiển nhiên những cái thứ đó nó cần đạm và nó cần khoáng vitamin và nước đó là những cái chắc chắn cần nó không cần đường đường hại nó cho nên một điều chắc chắn là em nên ăn đủ đạm cho tế bào gan tại vì nó giống như là xây nhà mà cần gạch xi măng và cát vậy đó cái tế em tưởng tượng tế bào gan em là bức tường đi bây giờ bức tường bị bể em muốn xây lại thì em cần cát gạch xi măng đúng không Xem măng với, với cái cát em pha lại Với tí nước đổ vô rồi em lấy cái viên gạch em để thì những cái thứ đó, đó, là đạm đó nó là amino acid nó cần cho nên em đang ăn đạm mà trước đó, thì là loại đạm rất tốt và rất là dụng chữ gì ta comparable comparable có nghĩa rằng nó khớp nó khớp để tạo ra những cái tế bào trên cơ thể chúng ta tế bào gan tế bào thịt tế bào cơ nó rất là comparable anh giải thích cái chữ comparable như thế này nha anh giả sử nha. Em có một cái câu đi, giả sử như là Sài Gòn đẹp nhất mùa xuân. Anh giả sử em có cái câu đó. Thì em thấy như thế này là trong cái câu đó mà em tách ra, em thấy nó có một chữ S, nó có một chữ X. Nó có ba chữ A. Nó có một chữ T. Giả sử vậy em gỡ ra hết thì em thấy là ổ cái chữ A, B, C rồi cái tỷ lệ nó nó theo một cái tỷ lệ nào đó và cái tỷ lệ đó nó là như thế này là nếu em ăn rau em ăn đậu em ăn tàu thì em phải ăn nhiều để có đủ để ráp vô cái Sài Gòn đẹp nhất mùa xuân còn nếu như em ăn trứng đó nha nó gần như là em em lấy luôn cái câu Sài Gòn đẹp nhất mùa xuân khớp vô luôn nó gọi là comparable tại vì cái lượng amino acid của nó với cái tỷ lệ như lysine rồi tất cả những cái dạng anh không nhớ tên siren rồi uh, Valin, rồi một đám 19 cái amino uh, 20 cái amino acid đó hold on 9, 11, 20, ok là cái những cái amino acid đó nó khớp với cái tỷ lệ để ở đó nó phục hồi tái tạo cho em thì trứng là một cái loại rất tốt thịt đỏ là một cái loại rất tốt thịt bò okay. nhiều người sẽ nói thịt bò không tốt thì lô. ok cái đó tổ lô cho nên em nên ăn trứng hay không câu lời là rất nên chứ không phải nên <laughs> rồi nè nhớ ăn chất béo tốt anh khuyến khích em mỗi ngày á, uống khoảng 1 ounce trung đi chung uống hai lần chung rượu á, mấy ông nhỏ nhỏ thì thay vì mấy ông đổ rượu em đổ vô cái cái dầu olive dầu olive dầu bơ và um, uh, dầu dừa tuy nhiên dầu olive dầu bơ sẽ là hai cái dầu rất tốt nữa nè omega 3 omega 3 nhớ này mua cái loại omega 3 mà nó ghi em đó đó là nó ghi rõ cái thành phần omega 3 là bao nhiêu mg nha chứ cứ nhìn thấy cái chai omega 3 về mua nó không có bao nhiêu giọng hết nó ghi rõ trong đó DHA, EPA phải có EPA nha Vậy em mua cái loại của vegan nó không có EPA vô nó không chữa được okay. thì em cần cái dầu đó nó cái dầu chất lượng đó, đó, thì anh nói cho em biết nó sẽ giúp rất nhiều với những gì bác sĩ đang chữa cho em okay. anh cái chuyện đó không có nên ngưng nhưng mà cái anh đưa cho em đó, là cái tốt nhất cho gan và nè ăn ít nhất có thể thì ngoài những cái em vừa nói đó, em đừng ăn nhiều. Em biết khi em ăn vô đó, là em bắt cái gan làm việc từng giây đồng hồ. Khi em ăn vừa đủ thôi, đủ thôi và lúc cái cơ thể mình bệnh nó không cần nhiều. Tại lúc đó em đâu có đi chạy marathon, em đâu có đi bữa củi, gánh nước rồi đi tiều phu, đi dắt củi, đi chém chặn tinh gì đâu. Ăn đủ thôi và ăn những cái thứ đó để cho gan nó có cơ hội giảm cái lượng việc không cần thiết xuống và tập trung có nguyên liệu để tái tạo sửa chữa nó nó chỉ đơn giản vậy thôi bằng nghĩ ơi đó rồi hỏi giờ viêm gan làm vậy đi viêm gan b c d gì đó siêu vi super vi gì đó nó chỉ cần vậy thôi và cơ thể của em nó có cái hệ miễn nhiễm nó tự nó làm phần còn lại bác nó làm mệt thêm thôi bạn cảm ơn tuấn bạn trong hồng cát 477 bích lệ anh ơi lúc đầu em đi plan ba đến ngày thứ ba thì em bị ói ra dung dịch màu xanh em liền ăn một quả trứng thì em cũng ói ra luôn anh có thể giải thích giúp em hiện tượng đó với ạ à. em cảm ơn anh không đủ sức để có thể x-ray vô trong đó hay là vô cái colonoscopy vô trình trong ruột để trả lời cho em tuy nhiên theo kinh nghiệm trong chương trình và đoán thì cũng cũng có thể đoán được là khi mà em em ngưng ăn như vậy nó có kích hoạt một cái trạng thái gọi là trạng thái đấu tranh sinh tồn thì nó có nên như chúng ta nói cái tiếng độ tiết chúng ta thay đổi như trong chương trình chúng ta đã giải thích và cái bao tử của em từ nào giờ nó có đồ ăn nhiều quen rồi Cho nên khi không có đồ ăn Nó ở trong một cái trạng thái không biết đây là gì Nó giống như các bạn mới tập thiền á Khi các bạn không hiểu đặc biệt những bạn mà không hiểu thiền là làm gì á, Các bạn nhắm mắt lại ngồi cơ thể nó Mày làm gì mày ngồi mà nhắm mắt giống ai Làm phí thì tức là nó một cái gì đó nó chống lại Hay là nó cũng giống như một người ngủ 8 giờ quen rồi Bây giờ dậy 5 giờ chẳng hạn Thì cơ thể nó sẽ nói đi ngủ tiếp đi Đừng cứ dậy sớm làm gì thì ở đây cũng vậy, nó chỉ là một cái cơ chế rất là bình thường gọi là chương trình của tiềm thức. Thì cái chương trình tiềm thức nó vừa hữu hình và vô hình, từng cái tế bào chúng ta nó đều được cái lập trình đó. Thế thì vì từ nào giờ bao tử em nó liên tục có đồ ăn nó quen rồi. Cho nên ở đây trong một cái thời gian vài ngày không có đồ ăn là đối với nó là một cái gì đó rất là không biết được là gì, không hiểu được. Và cái quá trình đó nó sẽ có những cái phản ứng nhất định của nó. Thì cái chuyện ói ra nó chỉ có nghĩa là cơ thể nó nói là trong bụng này hình như có cái gì đó không phù hợp tống ra thực ra nó không phải là không phù hợp mà là từ nào giờ mày chưa ở trong trạng thái không có gì cho nên mày thấy không có gì là là là, là phải tống bỏ ra trong khi không có gì nó không có gì để tống đó lý do tại sao em thấy cái dung dịch màu xanh nó thực ra là những cái dịch bao tử của em những cái dịch đó nó luôn có trọng những cái màng bao tử nó tạo ra những cái dịch đó để bảo vệ bao tử em cho nên bị ói ra như vậy là một cái trạng thái mà cơ thể em nó hiểu lầm là những cái không có gì là cái gì nó đang sai tống ra cái này không tiêu hóa được tống ra thì cái cơ chế tống ra là cơ thể không tiêu hóa được vậy thôi thì cái đó là cái cách cơ thể chúng ta nó bảo vệ chúng ta thì đường đi chỉ có một đường thôi nhưng mà nếu nó nói là nếu như đi không đủ xa mà nếu như cái này không xài được thì phải tống ra đó lý do bạn bị cái gì độc nó tống ra và cái đó tốt nó cứu chúng ta thì ở đây là vì nó chưa bao giờ xảy ra điều này cho nên nó hiểu lầm là trạng thái không có gì đó là một cái gì đó sai phải tống ra và hiển nhiên chính như vậy cho nên lúc nó tống ra đâu có gì mà tống cho nên nó tống ra cái dịch <laughs> thì giờ đó chẳng qua là những dịch bao tử đang vấn đề gì. và khi em ăn vào nó vẫn cái trạng thái nó vẫn còn như nó nó bị đó tuy nhiên như thế này nữa trong chương trình chúng ta có cái phần ra fast đó là lý do tại sao ra rất là kỹ cái chương trình cái phần ra fast thì ở ra fast đã có cho em cái menu em nên stick theo tức là làm theo menu cố gắng làm theo menu và nên báo với tổ trưởng tại vì tổ trưởng kinh nghiệm lắm và tình huống của em cũng có một số bạn đã xảy ra giống như nhưng mà nó hết ngay lập tức đặc biệt là khi em kết hợp đúng với cái uống với uống nước thì nó sẽ hết rồi. Cho nên hiện tượng nó chỉ qua là một cái cơ thể chúng ta nó lạ, nó giống như một người hút thuốc thì không ho nhưng mà khi vừa bỏ thuốc thì lại ho và cái đó giải thích được rất là rõ. Anh là cái người hồi xưa 10 2009 anh bỏ thuốc bị ho, ho, ho tới bốn tuần hơn. Xem chút đi bác sĩ rồi. Tại vì lúc anh đọc ở trên các các trang về khoa học cái trang House Stuff work cái trang khoa học ấy, nó nói là nó giải thích cho anh và anh biết được tại sao khi bỏ thuốc lại ho. Cho nên khi anh bỏ thuốc anh ho. Cái một số người hút thuốc chung bạn hút nó nói là mày bày đặt bỏ thuốc tập khó thấy mẹ hồi xưa tập phải lén 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 tập mới hút được giờ biết hút mày đặt tập mày bỏ uổng ra bỏ thuốc rồi ho thấy chưa tao hút không ho ho là bệnh <laughs> họ nghĩ là vậy thì cái cơ chế mà hút thuốc mà bỏ thuốc bị ho nó chỉ đơn giản là những cái nó gọi là cilia tức là trong cái ống thở của chúng ta ống phổi của chúng ta nó có những cái nó giống như là lông ấy. ok thì anh không biết tiếng việt gọi là gì tiếng anh nó gọi là cilia Cilia sẽ giống như là những cái cái lông nhỏ nhỏ này nè để anh chị biết không nó là những cái để nhận cảm giác đó thì khi không khí đi qua thì nó sẽ nhận được cái 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 cảm giác đó và nếu như là chất độc á nó sẽ làm cho chúng ta bị ho sặc ra để cứu chúng ta đó đại loại vậy đó hay vật lạ rớt xuống nó đụng vô á nó nhảy nó là u vật lạ tống ra ho tống ra thì cái cilia rất là quan trọng nó bảo vệ chúng ta với nhiều lý do lắm ờ, nó nó lọc độc nó lọc những cái bụi cặn chất độc này nọ và nó báo nó là người người giữ cửa cho chúng ta thế thì khi chúng ta hút thuốc thì những cái cilia nó bị khói đi ngang nó bị nó bị hủy hoại cho nên bình thường nó dài ra như thế này nè thì nó cục lại nó bị khói đi ngang và nó làm hư nó cục lại thì khi chúng ta bỏ thuốc hiển nhiên nó cục lại có nghĩa là cái thằng giữ cửa đã ngủ, ngủ gục rồi lúc đó chất độc vào được thoải mái lúc đó điều đó là không có tốt nhiều người hút thuốc không có biết điều đó nhưng mà khi em bỏ thuốc là những cái này nó mọc lại những cái cilia nó mọc lại nó mọc tính ngày nha nó mọc nhanh lắm mà công nhận rất là hay Bởi người ta nói bỏ thuốc xong thời gian Mà đặc biệt nó có tập luyện thở hay là vận động thế nào đó, Là nó phục hồi cái phổi hoàn toàn có thể phục hồi được Và cái phổi đúng là một cái Cái cơ quan có thể phục hồi được rất tốt Thậm chí có thể tốt hơn trước Thì khi em bỏ thuốc đó, Thì cái, cái cilia đó nó mọc lại Và khi nó mọc lại thì lại như thế này nè Khi nó mọc lại nó dài hơn bình thường Thì nó lại thứ nhất là chạm vào nhau Thứ hai là độ nhạy cảm của nó tăng lên Và đây là cái điểm quan trọng này mà chính vì một hai ba bốn năm ngày trước đó là nó đã quen với tình trạng ngắn mà bây giờ nó lại dài ra cho nên nó hiểu lầm với cái độ nhạy cảm mới nó hiểu lầm là nó là vật thể lạ cần phải ho tống ra <laughs> cho nên người bỏ thuốc là ho là cái ho đó là cơ thể nó là tống cái thằng mới mọc ra đó bỏ đi Thì thằng đó là vật thể lạ nhưng mà cơ thể nó cũng hay cũng giống như cái thời hút thuốc vậy thôi thì sau một thời gian nó lại tự nhận ra là Ê tao là mình <laughs> Tao là mình Tức là tụi mình làm là mình đó Mày báo cho cái phổi ho mình ra No, shouldn't do that Thì sau một thời gian cơ thể nó lại hiểu là Ồ, không phải, không phải, cái này là bình thường, cái này là tốt Thì sau một thời gian tự nó hết Bởi cái lúc anh ho, anh nghe cái ho của mình Anh nói không có tiếng đờm Không có thấy khang Không thấy khó chịu Nhưng mà nó cứ ho, chẳng hiểu sao cứ <laughs> mà cứ vậy mà thấy không có cái gì trong ho cả thì anh cũng tại anh trấn tĩnh mình tại tự nhiên mà đang hút thuốc tự nhiên bỏ thuốc cái ho mà anh. làm mình nó cũng hơi hoang mang thời đâu có kinh nghiệm nó đâu có ai chỉ đâu nhưng mà người ta nói là khoảng 2 tuần tới 3 tuần sẽ hết thì anh tới tuần thứ tư nó sao Thì mình chưa hết sao mình xui hay là mình có bị ho lao hay gì thôi nó vẽ trong đầu là đủ thứ bệnh ngặt nghèo gì đó không đi khám đuổi bị có gì chết làm sao tới cái tuần hết tuần thứ tư anh nói chứ nếu hai ngày nữa không có đi khám tự nhiên một buổi sáng nào đó mình hết ho mà mình không biết nha tới vô chỗ làm cái mình làm tới trưa của mình nói ủa kỳ ta ủa hình như sáng giờ đâu có ho đâu tự nhiên mình quên luôn là mình không ho anh mới nói để ý tới cuối ngày còn sao để ý thấy hết ho cái dạng mừng quá anh nói với chị mình nói hết rồi hết rồi đúng rồi đúng như mình đang suy nghĩ tại vì anh có tâm sự với chị trong cái quá trình anh bỏ thuốc thì ở đây nó cũng giống giống như là cái bao tử em nó cũng na ná vậy đó nó đang hiểu lầm trạng thái tốt à tôi nó ói ra như vậy tuy nhiên anh cũng khuyến khích em giống như anh vậy đó quan sát nếu có gì bất thường thì chúng ta cũng cần tới sự giúp đỡ về y khoa nha nhưng mà đó là câu trả lời của anh cho em hiện tượng đó là gì Cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết chi tiết và mắc cười của Tuấn nha. <laughs> Cái đó nhớ làm các bạn nhớ lâu quá. Câu kế tiếp đồng hồ cát 009 không không bạn Dung Lâm nữa. Anh Tuấn ơi cho em hỏi là không ăn sáng trong nhiều ngày có bị sỏi mật không anh? Em đọc được ở đâu đó là gan tiết ra mật để tiêu hóa thức ăn vào buổi sáng thì mình lại không ăn. Dần dần lâu ngày mật sẽ ứ lại tạo ra sỏi mật đúng không anh? Vì bây giờ em không còn cảm giác thèm ăn sáng nữa. Trời ơi, đâu ra cái lý luận đó gì? Anh biết là có một số trang viết như vậy. Nhưng mà như thế này nè. Em cứ tìm hiểu những người bị sỏi mật đi. Em hỏi họ coi họ ăn không? Em thấy họ nói là tôi ăn ngày ba cử, thậm chí ăn năm sáu cử luôn. Ừ, bà ăn năm sáu cử mà bà bị sỏi mật vì sỏi mật đâu phải do không ăn mà bị, tại vì bà ăn rất nhiều bà vẫn bị, ông ăn rất nhiều ông vẫn, vẫn bị và chính điều đó nó sẽ cho em thấy nè những người ăn hình như càng nhiều sỏi mật càng nhiều và cái khổ rồi nè là sau khi bị sỏi mật thì lại không được ăn nhiều nữa đặc biệt chất béo tại biết sao không? tại lúc ăn chất béo vô cái nhu động mật á nó bóp nó đau cho nên bác sĩ nói về đường ăn chất béo là một sai lầm lớn luôn. Về lại càng không ăn chất béo trong khi chất béo là cái thứ cần, rất cần. Cơ thể chúng ta cần cholesterol lắm các bạn. Ngày xưa, tức là cái thời mà khoảng thập niên 70-60 á, thì y khoa lúc đó xác nhận là cholesterol khoảng 300, tổng cholesterol tức là một cái chỉ số chung, này lúc đó người ta cũng chưa biết nhiều về cholesterol. 300 là tốt. Thì sau đó, từ cái hồi mà statin là một cái thuốc được ra đời, á, về chữa cholesterol, thì lúc đó tự nhiên không biết sao bác sĩ lại tự nhiên nói là 200, phải dưới 200, cho 200 là cao. và nếu như cao là đưa statin cho uống. Trời ơi. Người ta nói sao vô lý sao, sao tự nhiên ngẫu nhiên người ta tự nhiên khi cái thuốc đó ra đời thì tự nhiên từ 300 giảm xuống còn 200. Để chi để có nhiều người bị cao để rồi chi để bán cái thuốc đó. Rồi như thế này nè. Khi mà cái statin nó ra đời á thì bác sĩ nói là từ 200 trở xuống là tốt, HDL, LDL là high density với low density lipoprotein như vậy là tốt. Và nó bảo vệ tim mạch chúng ta. Rồi sau đó tới ngày hôm nay thì qua cả mấy chục năm thì người ta nói, ủa vậy tại sao số người chết vì bệnh tim, một nửa người là có cholesterol hoàn hảo như bác sĩ khuyên. Ông <laughs> nghĩa là, ủa bác sĩ ông này hoàn hảo sao bị tim, mà số lượng bị tim chết bằng số lượng mà không hoàn hảo. <laughs> Lúc đó bác sĩ không biết trả lời sao luôn Ê, Nhưng mà Statin vẫn đang bán Các công ty dược vẫn đang make a lot of money Vẫn đang kiếm rất là nhiều tiền Và bác sĩ nói tao không có làm trật được Sắp dậy sao tao làm vậy không Tao làm tầm bậy bảo hiểm bóng đền Thì anh nói vậy em thấy cái cholesterol thôi Và cái gan cái mật của em là cholesterol Ok Thì bây giờ nè Câu hỏi của em là Ăn sáng Nếu như em không ăn sáng Thì cái mật ở đó Nó sẽ bị ứ Và nó động Nó động ra cái sạn cái lý luận đó nó đến từ cái việc em nghĩ rằng nó không được bóp ra thì nó thành sản cho đó cái đó nó, nó sai chỗ này nè, trong mật không có sản thế thì tại sao nó lại ra sản câu trả lời này, là vì chất lượng mật kém và chất lượng mật mà kém rồi nè, thì bây giờ nó cho biết em ăn ngày tám cử nó cũng vẫn độc sạn. lý do là vì sao? là vì gan tạo ra mật bất cứ lúc nào chứ không phải chỉ lúc ăn gan của em nó tạo ra khoảng 700 ml mật một ngày em biết 700 ml không một cái chai mà chúng ta uống nước suối á, là 500 ml nó một chai rưỡi gần một chai rưỡi nó tạo ra lúc em ngủ nó cũng tạo ra mật mà nó tạo ra nó cất vô đó rồi cái lúc em ăn á thì gan nó tạo ra mạnh hơn rồi nó đẩy xuống dưới nó đẩy lúc em ăn á cái lúc em ăn á là cái mật từ gan đổ ra là nhiều rồi còn cái túi mật á là nó trữ thôi nó đẩy ra phụ thêm rồi sau đó rồi nha thì nó lại làm đầy lên nó cất lại tuy nhiên ý anh muốn nói thế này nè em ăn hay không ăn gì em ăn ít em ăn một cử ba cử gì thì gan vẫn tạo mật liên tục một ngày khoảng bao nhiêu đó tại vì cái lượng thức ăn của em một ngày nó cũng khoảng đó thì nó vẫn tạo ra khoảng đó mật thì cái lý luận của em á dựa trên chuyện là không để mật nằm im mà phải bóp ra liên tục thì anh nói cho em biết lúc nào trong túi mật vẫn có mật cho dù em ăn năm cử nó vẫn có mật mà em ăn một cử nó vẫn luôn có mật ở trong cho nên ăn hoài không phải là phương pháp mà ăn hoài thì lại bệnh tức là mật cái thì chưa hết sỏi thì người bệnh ăn 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 nhiều quá mà chết rồi cho nên cái chuyện là không ăn sáng hay là không ăn trưa hay không ăn tối hay là không ăn buổi giữa trưa và sáng không ăn buổi giữa trưa và tối không ăn buổi giữa tối và sáng tức là lúc ngủ đâu, nó nó đâu phải là lý do để tạo ra cái sỏi mật đâu sỏi mật là do cái chất lượng dầu mà em ăn bây giờ em mới khuyến khích là bây giờ quay lại đừng có ăn mấy cái dầu chất lượng kém nữa. Và 99% dầu các bạn đang mua và ăn ở ngoài là dầu chất lượng kém. Bây giờ nếu mà muốn biết cái dầu nào tốt thì quay lại coi cái phần đó đi. Đã có những cái giải thích và kiến thức ở trong cái lớp những lớp đồng hồ khác khác và đã nằm ở trong đó rồi. Và anh nói cho em biết có một cái video của một cái ông trên mạng á, là ông là một cái người vừa là bác sĩ vừa là một nhà dinh dưỡng. Và cái video đó quăng lên sau vài tháng để nó bị gỡ xuống và đúng thật sự là vậy là ông nói cái thứ mà chúng ta đang ăn bình thường ở ngoài đời nè mà là giết nhiều người nhất ông dùng chữ giết tức là ăn vào nó làm giảm thọ và chết sớm hơn là những cái chai dầu đang ăn và anh có thể nói chính xác 100%, 100% tức là với những thứ chúng ta đang ăn cái gì nó hại chúng ta nhất thì đó là những cái chai dầu đó nó là hydrogenation nó là hcm và nó là omega 6 cộng với trans fat Tức là khi em quăng lên chảo ông chiên Ngay lập tức thành chất độc Nhưng mà nó vẫn là hợp pháp Nó vẫn được coi là đúng Và vẫn được bán với số lượng rất là lớn trong mọi lần. Anh sẽ không gọi tên nó ra Các bạn phải tự biết cái đó Cái đó là kiến thức mà đã đưa rồi Thì cái đó nó tạo ra cái sỏi mặt của em Chứ không phải là em không ăn sáng Anh không ăn sáng từ lâu lắm rồi Và rất là nhiều người Có những người ăn một ngày một cử thôi Những người sức khỏe tốt những người có sức khỏe rất tốt ăn một ngày một cử hoặc hai cử thôi. Và những người bây giờ ta họ không bị sỏi mật cũng có thể có người bị, cũng có thể có người không, tùy vào cái chất lượng. Nhưng mà cái hướng là như thế này nè. Mình không nói về chất lượng dầu hay là chất lượng chất béo mà mình ăn. Mình chỉ nói về ăn một ngày mấy cử nè. Không liên quan. Và hình như ăn càng nhiều càng dễ bị sỏi mật. <laughs> Tại vì cái giờ em ăn em ăn bao nhiêu cử không biết định sỏi mật. Mà em ăn càng nhiều á và càng chất lượng dầu kém thì cái sỏi mật cái khả năng càng tạo ra nhiều nha. Ừm <laughs> um. Bạn Đồng Hồ Cát 601, hiện tại rất nhiều thông tin nói rằng thịt đỏ chứa nhiều đạm xấu, chế độ ăn đúng tối thiểu 80% rau củ quả, tối đa 20% thịt cá trứng. Ngoài ra còn có chế độ ăn thực dưỡng âm dương, ăn thô. Điều này khá mâu thuẫn với kiến thức của anh. Mong anh giải thích, thích giúp em làm sao xác định đâu là thông tin đúng ạ. À? Anh có thể gợi ý cho mọi người các trang web, các chương trình nghiên cứu khoa học, một số chuyên gia về dinh dưỡng hay cách tìm kiếm phân tích tổng hợp thông tin để chọn lọc cho mình những kiến thức đúng không ạ à? em cảm ơn anh rất nhiều cho em xin tên trang web anh vừa đề cập à, anh đưa sách đi tại vì cái này không có đăng trên web sách đi em có thể tìm và anh đưa tại vì họ là những professor và là những nhà dinh dưỡng và những nhà nghiên cứu có nghĩa là họ có công trình nghiên cứu và họ có liên kết với những công trình nghiên cứu chéo chứ không phải là họ nghe người khác viết trên mạng xong họ dịch lại, ok? tức là họ là người biết từ nguồn á, okay. anh cũng là một người như vậy nhưng mà anh không có chi tiết hóa ra, anh giả sử cái chương trình đồng hồ cát này là nguồn đó, cái người biết rõ nhất là cái người làm cái nghiên cứu đúng không? chứ không phải là người nghe xong viết lại bác sĩ đa số là nghe nói và học lại, họ học qua cái gọi là chương trình y khoa của họ chứ họ đâu có bao nhiêu người có công trình nghiên cứu đâu. Thì anh sẽ đưa cho em những cái tên tuổi Mà ở đó nếu em follow họ nha Em sẽ như thế này là chết rồi từ nào giờ mình cứ nghe tầm bậy Biết cuộc mình nghe cái đứa không nên nghe Trong khi cái nên nghe thì lại không nghe Và hiển nhiên em cần tiếng Anh Tại vì những nhà dinh dưỡng đó là những người từ người nói tiếng Anh là chính Việt Nam chúng ta không có những cái công trình đó Anh không biết, ít nhất anh là anh không biết Rồi, ăn nhiều thịt đỏ chứ nhiều đạm xấu Thật ra nha, chưa bao giờ có một cái công trình nghiên cứu nào nói câu đó Chưa có, tức là em nghe nói nhưng mà anh đố em tìm được tức là những người chuyên gia về dinh dưỡng về đạm nói đâu ai nghiên cứu gì đó đâu có đó, tự nhiên nói ra vậy thôi người ta nói ăn đạm bị ung thư toàn lô trong khi đạm là essential là cần thiết cho cơ thể cho nên là em nói là họ nói là đạm xấu thì bây giờ là cái người nào nói thịt đỏ là đạm xấu kêu họ đưa cái công trình nghiên cứu đó ra chứng minh được cái gì thì em thấy là đó không có chứng cứ chứng minh cái duy nhất mà họ nói về đạm mà đạm thịt đỏ thịt đỏ đó, là cái kích hoạt cái mTOR Em là một cái đường dẫn pathway của cái gene expression theo cái hướng là để phát triển. Và khi nó theo hướng phát triển vậy đó, thì nó giảm về cái trường thọ. Và cái đó là cái logic tự nào giờ. Ok. Bởi cho nên em thấy là những người nào mà cơ bắp quá to bởi vì anh có nói và có thể hơi cực đoan với một số bạn mà không đón nhận nó đúng mức độ nha. Là anh nói những người nào tập quá sức đó, thì sẽ giảm thọ tức là tập quá nhiều exhaust cơ thể và dùng quá nhiều những cái đạm là vì không phải là vì cái đạm nó xấu mà là họ kích hoạt nguyên cái đường dẫn em thôi là trong tế bào chúng ta nó ba cánh cửa thì cái cánh cửa này nó đóng mở đóng mở đóng mở có nghĩa là nó có 8 tình huống khác nhau tức là 1 a 1 b 2 a 2 b 3 a 3 b và em ráp là em thấy nó có 8 tình huống khác nhau tức là, 1A, 2A, 3A là 1 a 2 a 3 a là một đúng không 1 a 2 a 3 b là tình huống thứ hai 1 a 2B, 3A là tình huống thứ ba các bạn tự ngồi viết ra bạn thấy nó có 8 tình huống với ba cái cánh cửa thì cái cánh cửa thứ ba đó là nó kích hoạt cái em thôi và cái em thôi là nó bất lợi cho trường thọ chứ không phải là nó bệnh thì em thấy trong cơ thể con người nó là vậy đó và đó là một cái cơ chế của tổng thể con người chúng ta cho nên anh cho nói đơn giản vậy thôi để cho em hiểu được tới cái phần đạm thì bây giờ ai nói đạm là xấu thì kêu họ đưa ra chứng minh đi thì em thấy là nó không có cho nên cái đó nó mâu thuẫn với cái anh nói hay là cái anh nói mâu thuẫn với cái họ nói thì thôi để như thế này nè. cái anh nói không phải do anh tìm ra mà là do những công trình nghiên cứu đó mà anh có cái may mắn và có cái đam mê cũng như cái tìm hiểu để đưa ra cho các bạn thôi. anh chỉ là người trung gian thế thì bây giờ nè. nếu em muốn tìm về nguồn anh đưa cho em tên. ok em có thể tìm uh, tiến sĩ professor nhà dinh dưỡng ben bigman tức là benjamin bigman. anh anh không gõ được ra ở đây. có một số bạn đã biết cái đó có thể gõ rồi. rồi thứ hai nè uh, tiến sĩ professor ông uh, Robert Lustig, đó là hai, đó là hai người đó thôi. Nếu như em muốn tìm hiểu nữa, em có thể tìm Medical Doctor, uh, ông David Perlmutter, chữ Per là ngọc trai nhưng mà bỏ chữ A đi, Perlmutter chứ dính, dính liền, David Perlmutter. Ba ông đó thôi, ok ba ông đó thôi. Rồi bây giờ nếu như em muốn lên mạng em tìm nữa nha mà ở chỗ này là cái chỗ mà luôn cho em biết cái nghiên cứu nó nằm ở đâu, ok? Em có thích tìm professor, doctor um, Andrew Huberman. Andrew Huberman là một uh, một professor tức là một giáo sư của trường đại học uh, Stanford. thì ông á là ông đi thu tất cả những cái nghiên cứu tức gọi là primary source có nghĩa là cái cái f1 đó, tức là ngay cái nguồn, Ông tổng hợp lại ông đưa cho người ta em có thể tìm không đó nó không có nhiều Làm lắm luôn á nhiều, nhiều 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 như một cái đại dương luôn về kiến thức em tìm những người đó thì ở đó họ đưa em ra tới được tới cái nghiên cứu mà nếu em muốn em coi đó cho nên là nếu mà tìm nó không có web tại vì web yếu lắm những cái nghiên cứu nó mới và nó liên tục nó cập nhật cho nên là web yếu lắm. và người ta không đưa qua dạng web người ta đưa qua cái bây giờ người ta đưa qua mạng xã hội hiển nhiên ở đó em cần chút tiếng anh tại vì họ đưa ra toàn tài liệu tiếng anh cái nữa nè Nói về khả năng đọc nghiên cứu Anh không đủ khả năng Em sẽ thấy trong đó người ta dùng những cái chỉ số Những cái nhóm gọi là sample group Tức gọi là nhóm mẫu Và họ có những cái phase Hay là họ những có những cái Cách đo lường chỉ số Mà họ đó dùng những cái, cái ngôn ngữ kỹ thuật Alpha rồi Quảng rồi Distribution charge rồi nó rất là nó rất là toán luôn á, tại vì ở đó họ mới tính ra được cái con số và cái cách tính thuộc thuật cái thuật tính mà anh đọc nghiên cứu trực tiếp đọc nổi anh không hiểu nổi cái đó phải phải rất là chuyên cái đời người, người ta học người ta học bao nhiêu đó để để tính cho nên là mình cần một người mà ở đó họ hiểu được cái đó họ chuyển thể thành cái ngôn ngữ mà ở đó chúng ta có thể hiểu được thì đó Andrew Huberman là những cái tên anh vừa đọc đó, là những người mà ở đó họ giải thích ra được, được ở cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng còn đọc con số trong những nghiên cứu đó oh my god À, một anh nữa là anh Jason Jason Phân là một anh một tiếng một, một một bác sĩ cũng rất là giỏi và có những cái nghiên cứu uh, gồm những cái nghiên cứu và đúng hơn uh, về fasting chuyên về cái fasting và dinh dưỡng cũng là một người có những cái kiến thức mà ở đó em có thể tìm được một người nói trên mạng xã hội là Dr. Eric Berg Eric Berg ổng là một người cũng có rất là ông mười mấy triệu follower ông bên YouTube, mình Facebook, em có thể tìm cái tên đó. Ông, ông nổi tiếng lắm, cả thế giới này biết. Ông cũng là một người mà ông lấy từ nghiên cứu ra và ông tóm lại cũng dễ hiểu lắm. Nhưng mà ông đã bị uh, hiện giờ ông bị censor rồi ông bị chặn rồi. Tức là giờ ông không được phổ thông như hồi xưa nữa. Thì YouTube uh, nó nó cản ông dữ lắm. Nó cản rồi chứ nó không chặn là bất lợi những cái thông tin đó là bất lợi thì không biết sao đời này nó hay lắm những cái người đưa những kiến thức đó mà ngược lại với các công ty tài chính lớn tiền bạc đó là tự nhiên nó bị chặn lại hết rồi thì em có thể tìm những cái đó đi tên em dùng cái tên thì họ có web em muốn coi web thì em tìm cái tên nó ra web em tìm cái tên nó ra sách em tìm những cái tên nó ra nghiên cứu thì lúc đó nó sẽ cho em những cái cho nên là anh biết là những cái gọi là mâu thuẫn giả sử như họ nói ăn đúng tối thiểu 80% rau củ quả no rau củ quả là ok nhưng rau củ quả không phải là thức ăn chính Nó không phải là essential Nhưng mà nó cần Anh không nói Nó như thế nào ta Rau củ quả có vitamin và có khoáng Đúng Và hai cái đó là essential Là thứ cần Nhưng mà thịt cũng có Có nghĩa là vẫn ăn rau củ quả được Và ở mức độ nào đó Cũng nên ăn một mức độ nhất định Okay. Nhưng mà nếu mà em ghi 80% rau củ quả thì à, chưa chắc nên là tại vì trong rau củ quả nó cho chúng ta cái khoáng và vitamin đúng rồi nhưng mà bất lợi nè, bất lợi nè. Tại mọi người không biết được nó bất lợi chỗ nào. Thứ nhất là rau củ quả có một chút đường nhưng mà anh không có quá lo cái đó. Ok. Tại vì rau củ quả đỡ hơn tinh bột và ngũ cốc rất là nhiều là vì nó đường ít. Nhưng mà cái cái mà không nên của rau củ quả nè, rất nhiều oxalate. Oxalate là những cái loại molecule những cái loại amino acid mà những cái rau củ quả đó tạo ra để chống lại cái con ăn nó để đừng ăn nó để nó không tuyệt chủng em thử em ăn cái củ cải trắng mẹ em ăn sống đi em thử ăn củ cải khoai mì nói nói thử đừng làm thiệt nha mà chết đổ thừa thôi em thử em ăn măng mẹ em ăn sống em thử ăn củ khoai mì mà ăn sống đi em thử ăn củ khoai tây mà em ăn sống đi anh nói ăn sống đi chỉ để nó rõ ra em thử ăn củ cải trắng mà em ăn sống đi em thấy là ừ nó có cái gì rất là không ổn khi em ăn vô nó nó kỳ á nó chính là những cái obsolete anh nói đó lý do tại sao có những món là bắt buộc phải nấu nóng mới được ăn củ mì khoai mì là một ví dụ ăn sống chết á bị ngộ độc chết nhưng mà nấu lên thì lại hết tại sao là vì cái lúc nấu nó giải phóng cái chất độc qua đi nhiều lắm anh nói về để biết là không phải ăn sống là tốt đâu những thứ hiện tại người ở hoa kỳ vẫn bị vấp nè họ không tin anh nói đâu anh nói này các bạn không tin đâu là những cái gọi là spinach và kale kale á và spinach là hai cái rau mà người, người ta ăn sống người ta trộn salad hai thứ đó không nên ăn không nên ăn sống nếu nếu ăn nên nấu chín mà người ta nói là chẳng ai nấu chín kale với spinach cả lý do là vì hai cái thứ đó nếu mà press vô cái molecule mà vô tới cái ruột á là nó làm rách đường ruột nhưng mà không ai biết hết. nhưng mà salad ăn thì lại không bị điều đó nó có nghĩa ý anh chỉ muốn tổng hợp rồi nè anh không muốn nói là không nên ăn rau củ quả anh là người thích ăn rau củ quả anh ăn đi vô trong các quán ăn là luôn là mấy anh em thường ngồi xuống là chơi một cái dĩa là đậu bắp luộc đúng không rồi bầu luộc rồi bí luộc rồi rau muống luộc rồi kho quẹt đó tức là thích ăn nhưng mà anh muốn nói ở đây với cái con số 80% mươi là rất rất không nên tại vì nó có oxalate trong đó rất là nhiều và nó rất là nhiều cái chất xơ và trong nó có những chất xơ không có tốt cho cơ thể tức là không cần cơ thể sản được đó là lý do tại sao bạn nào càng đi bậy bón Bạn ăn rau càng nhiều bạn càng bị bón Bạn càng bị bón Ở trong chương trình Apprentice Mà khóa 8 của anh có một bạn Bạn bị cái cái thyroid Bị cái problem, cái chỉ số không có tốt Bác sĩ có người còn bị Kêu là nên cắt thyroid nữa vô lý, cái thyroid nó đâu có lỗi đâu, tại sao phải cắt nó Bạn nó bị táo bón Và bạn nó Người sanh sao Và bạn nó bị khó chịu đường ruột nữa tức là rất là không ổn đường ruột bạn nói em ăn cái chế độ rất là tốt mà em nghĩ là em ăn rất là tốt luôn là em ăn rau cỏ rất là nhiều ăn rau sống nhiều và ăn thịt ít được tất cả kiểu như theo cái cách em đang tả ở ngoài theo cái chế độ mà những những bạn bây giờ vẫn đang khuyên người ta mà khuyên là vì dịch lại sắp rồi cứ khuyên thôi hay là vì bán cái gì đó mà khuyên trong khi không thực sự đào sâu đủ sâu thì bạn nó chẳng biết tại sao người em nó cứ bị táo bón đường ruột không tốt ăn khó tiêu hóa mà tay roi bác sĩ nói mà em ăn rất là chuẩn tay roi tức là tuyến giác. anh nói bạn đó bây giờ thôi chịu khó nghe anh đi thử đi tháng thôi bỏ hẳn rồi ăn ít thôi mà nếu ăn là phải luộc luộc cho chín á chứ đừng có luộc sơ sơ luộc chín chuyển qua ăn thịt tăng trứng lên tăng cái chất mỡ tốt chất béo tốt bạn nó ăn hơn tuần bạn chạy đi khám bạn sống ở hoa kỳ chỉ số thyroid roi về tốt ngay lập tức cho bạn nói biết ơn các kiểu Thật ra anh nói cái này nó không có gì lạ hết nó chẳng qua là em ăn sai nhưng em nghĩ em ăn đúng thôi cái đường ruột em rất cần đạm cho nên chuyển qua ăn thịt đỏ tắt một phát mọi thứ tốt liền giảm hẳn những cái rau nó xuống thì anh lặp lại nha anh không nói rau là xấu anh không nói rau củ quả là xấu anh chỉ nói là ăn đủ thôi tại vì cơ thể chúng ta nó cần fiber nhớ không anh nói fiber là một trong bảy thứ mà ông robert lustig ông nói đó là rất cần thiết nhưng không nhiều một ngày chỉ có ba mấy gram thôi họ họ, họ nhẩm ra ba mấy gram và chỉ cái cả đó là đủ rồi cho nên 80% em đưa con số ăn 80% là rau củ quả It's too much. Nếu mà nói anh nói là 20% thôi. Ok. Rồi tối đa 20% thịt cá trứng. À. Sai lầm. Sai lầm. Anh nghĩ nha, tại vì trong thịt cá trứng nó bao gồm cả chất béo trong đó rồi. Tại khi em nói thịt cá trứng là chúng ta đang nói đạm và béo. Anh thì anh nghĩ thế này nè. Cái này là cái one, ok, nó đến từ cái kinh nghiệm anh đúc trải nghiệm của anh cộng với những nghiên cứu mà anh biết đó nó ra cái cuối cùng mà anh đúc cho anh á anh nghĩ là rau củ quả chúng ta nên ăn những loại rau củ quả tốt và nấu chín thì hiển nhiên phải đúng cái cách mà nó được được phép anh nghĩ nó khoảng chừng 20 25 nếu nhiều 30 thôi ok và tinh bột nằm trong đó luôn á tức là nếu như em ăn ăn gạo ăn cơm em tính luôn trong đó thôi đẩy lên 40 là nhiều rồi đó ở hoa kỳ bây giờ 60 và vẫn là rất nhiều nha rồi nè ăn khoảng chừng độ khoảng chừng ba chục cái đó thôi và giảm bỏ hẳn những cái tinh bột và xấu đi tinh bột xấu là gì biết không à, bột gạo bột nếp à, những cái thứ mà gọi là process tức là chế biến thì những cái tinh luyện đó là chế biến à, nếu mà ăn ăn thô ăn thô là tốt đúng cái đó gọi là whole food tại vì trong đó nó còn nguyên chúng ta nói chất khoáng và đạm nó còn nguyên cái tổng và fiber nó còn nguyên tại vì một khi nó đã được chế biến nó mất đi những cái thứ tốt đó rồi nó chỉ còn đường không à nó chỉ còn glucose và và, và chất xấu không à cho nên khoảng chừng 30% Rồi phần còn lại nè Đạm và chất béo Chất đạm á, em có thể khoảng 30, 30% Nói về calorie nha Và chất béo nó nên nằm ở mức 30, 35 Thậm chí nếu có thể 40 Em có thể ăn chất béo thoải mái Béo tốt nha Anh không nói ăn những cái dầu ăn xấu nha Anh nói chất béo tốt á. Omega 3 đủ nè Omega 6 ít lại thôi Tại omega 6 ngoài nhiều quá Và những cái dầu loại dầu ép lạnh nè Những cái loại dầu như là những cái loại uh, nó gọi là uh, saturated fat, medium chain hoặc là long chain saturated fat có nghĩa là những cái loại dầu mà cái này là một cái kiến thức nó nó, nó chi tiết hơn thì chúng ta đã có phần đó tức là dầu dừa ăn được nè, dầu olive ép lạnh nè, dầu bơ ép lạnh nè, uh, uh, mỡ cá nè, mỡ heo, mỡ bò ăn nó tốt đặc biệt cái dầu dừa rất là tốt nước cốt dừa các bạn rất nên ăn ok khuyến khích các bạn ăn nước cốt dừa nước cốt dừa là một cái loại mà uh, ngày hôm nay á nha khi mà người ta bắt đầu đào vô tới cái cái dầu dừa thì người ta đã có những cái khẳng định là tốt hơn cả dầu olive cũng nghĩ nghĩ người ta phát hiện ra cái dầu olive rất là tốt và cái dầu dừa là lại chất lượng hơn về sức khỏe à, đó, đó lý do tại sao dân Philippines ăn dầu dừa cả đời mà họ lại không cho Philippines họ có tim mạch gì cho không bị trong khi ở đây thì là cứ cầm đem tức là cứ demonize tức là cứ 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 kết tội cái 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 chất béo no kêu là ăn chất béo no bệnh chứ béo no đâu bệnh đâu thực ra nó còn lành hơn cứ ăn ba cái dầu rốt cuộc mỹ là cái thứ quốc gia mà coi như là đi theo hướng đó low fat diet ăn toàn ba cái dầu tào lao rốt cuộc mỹ bệnh tim nhiều nhất thế giới tim mạch alzheimer tất cả những bệnh về neuron nhiều nhiều nhất thế giới ung thư cũng thuộc hàng đầu thế giới luôn uh, tiểu đường cũng hàng đầu thế giới luôn uh, cái nước mà gọi là kêu là mọi người đang đi theo cái mà em vừa nói đó là đang đi theo mỹ đó. cho nên uh, câu hỏi của em á là À, âm dương thì anh thì anh không có đi theo cái vụ thực phẩm mà âm dương anh không hiểu được cái đó, cho nên anh không có khuyến khích anh không có trả lời được anh chỉ có thể nói về khoa học thôi, tức là nó làm sao nó là vậy khoa học tức là học về nó và từ đó mà biết, chứ anh không đi theo cái phần âm dương để có thể trả lời à, làm sao xác định đâu là thông tin đúng em phải tự tìm cho mình em có thể không cần phải nghe anh, em tự tìm cho em ok, ở đây anh chỉ biết cái gì với anh là đúng là đúng, thì anh chia sẻ lại cái đó các bạn vẫn có thể nghi ngờ các chương trình nghiên cứu như anh có nói rồi nó là cả đống luôn á em biết một cái nghiên cứu về trứng á nó tới cả mấy trăm và vừa rồi có một cái một cái nhóm mà nhà dinh dưỡng của người ta tức quá nó tức là sao nó cứ lẫn lộn á cứ đáp bên đây cứ nói là trứng không tốt còn bên đây thì chứng minh tốt đó. bây giờ tôi tôi làm và họ công bố thì rốt cuộc họ công bố là rất tốt chứ không phải tốt nên ăn nhiều hơn họ thậm chí thống kê ra luôn tức là sau bao nhiêu năm á mười mấy năm á họ thậm chí thống kê ra luôn một ngày một tuần nên ăn khoảng 10 trái trở lên 10 tới 12 trái trở lên ok rồi thì cái đó là anh trả lời những cái cơ bản cho em em phải tự tìm những cái tên đó không rồi hồi nãy anh có có chị thanh hà có gõ ra là robert lustig đúng rồi nè uh, david permer rồi đúng rồi nè andrew Hillman, đúng rồi eric Berg, đúng rồi đó là những cái tên uh, ben bitman đó professor ben bitman ổng ổng là professor ông ổng dạy bác sĩ ổng rất là giỏi luôn á ben bitman em à, có thể tìm thêm uh, professor ben bitman Benjamin biết đúng không thì bao nhiêu tên đó anh nói cho em biết em đọc hết sách của họ không hết đời rồi. rồi từ đó rồi em từ đó em sẽ ra thêm những cái tên khác tại vì họ có những nghiên cứu chung em có từ một người nó bung ra cả một cái thế giới ok không cảm ơn tuấn à, bạn đi đồng hồ kép 166 anh tuấn ơi cho em hỏi người bị tiểu đường đường huyết hay bị hạ khi phát có triệu chứng say sẩm mặt mày mà mắt chóng mặt thì có nguy hiểm không ạ? À? Và khi triệu chứng như vậy thì nên xử lý như thế nào ạ? À? Khi mà đường huyết bị hạ mà em nói tiểu đường nha, tức là đường cao nhưng mà không ăn mà đường hạ đó. Nó là cái dấu hiệu rất xấu của tiểu đường, tức là tới cái giai đoạn xấu rồi đó. Tức là lúc đó nó như thế nào nhỉ? Cái tuyến tụy đã bị hư nặng rồi đó nó không điều chỉnh được cái insulin, nó không tạo được cái insulin đúng của cái đường nữa trong máu nữa. Cho nên xây sẵn mặt mày là hiển nhiên em sẽ bị khi mà đường huyết hạ và cái đó không phải là do em phát đâu mà là em đã bị tiểu đường tới cái mức gọi là nguy hiểm tại vì đó lý do tại sao. Có những người bị đường cao quá họ phải chích cái insulin vì cái tuyến tụy nó không tạo ra được insulin nữa. À, tuy nhiên em nói là hoa mắt chóng mặt thì có nguy hiểm không? Câu trả lời là có nó gọi là cái crash sau khi đường lên thì insulin nó đẩy ra cái ào một cái và khi insulin nó đẩy ra cái ào để cố gắng đẩy cái đường nó vô mà cơ thể thì đã bị kháng đường thì lúc đó nó lại chuyển cái đường nó thành mở máu tại vì nó không vô tế bào được thứ hai là một số đó nó vô tới cái màng tế bào bị kẹt trong đó nó không vô bên trong được tế bào thì tế bào không nhận nhưng mà nó là không còn nằm trong máu nữa mà nó kẹt ở màng tế bào và mấy thằng đó thì nó làm hư những cái protein tức là những cái trong cơ thể chúng ta như hồng cầu chẳng hạn, nó bám vô và nó làm hư. Và khi nó bám vô trong những cái tế bào, những cái protein tức là hồng cầu là cái protein rất là nhiều ở trong máu. Thì nó lại kích hoạt một hệ thống gọi là tấn công vô hồng cầu gọi là hệ miễn nhiễm của chúng ta. Hệ miễn nhiễm nó nói là cái hồng cầu không thể nào bị bám đường, tại vì nếu như bị bám có nghĩa là cái cái hồng cầu đó là cái đạm bị hư và nó là vi, vi trùng. Nó nghĩ là vi trùng và nó tấn công cái hồng cầu đó có nghĩa là nguyên cơ thể của em nó biến thằng a là bạn nó biến thằng b là bạn đánh nhau biến thành chiến trường thằng a giết b trong khi hai người đó là bạn là vì do cái đường đó, đó, và khi em nói đường huyết bị hạ thì có nghĩa rằng cái tuyến tụy có problem hiển nhiên ở đây anh không biết em mà tiểu đường loại một hay loại hai nhưng mà cái bệnh đó anh vẫn khuyến khích em nghe bác sĩ nhưng mà cái câu hỏi của em nè bị chóng mặt có nguy hiểm không câu trả lời nếu như đường huyết của em mà dưới 60 mg/dl thì hiển nhiên nó là nguy hiểm Ok, nếu như cái gan của em bình thường và khỏe và tụy của em bình thường khỏe thì nó sẽ không ra cái tình trạng nguy hiểm. Là vì gan của em nó sẽ biến cái mỡ đó thành đường cho em. Hiểu không? Và nếu như mình có ăn thì mình sẽ có đường. Còn nếu như mình không ăn thì nó lấy cái mỡ nó biến thành đường. Cái glycerol đó, nó biến cái triglyceride đó thành thành đường và em không bị. Nhưng mà khi mà em nói em bị vậy thì có nghĩa rằng cái gan nó không biến được. Cái mỡ thành đường có nghĩa là gan có problem luôn. Và thường khi mà đã tụy bị thì gan tụy bị và thận bị nguyên nhóm bị nhau tại vì một thằng mà bị chức năng bị yếu thì sắp bắt thằng kia làm quá nhiều và thằng kia nó nói đem vào chức năng chính của tao mày ép tao làm khó quá tao sẽ hư tiếp và rồi nguyên cái dàn nội tạng nó hư với nhau chính vì vậy cho nên là khi mà em bị đường thấp thì có thể phải cái gan em cũng có rót là mà chứ không phải cái tụy không và tế bào nó bị bị nó kháng insulin rồi thì có nguy hiểm không có trả là, là sẽ là nguy hiểm rồi vậy khi bị triệu chứng như vậy nên xử lý như thế nào nên đẩy cái đường lên nhưng mà bây giờ em đã đi quá Có thể là hơi xa ở trong cái phần bệnh tật Anh chưa khẳng định được nha Chỉ là qua cái em nói và anh dự đoán vậy thôi Em phải khám Bác sĩ phải cho em biết chính xác cái lượng đường trong máu Cái chất lượng của tuyến tụy của em Và cái chất lượng của tuyến gan của em Em phải đo những cái đó để biết cái cơ thể của mình Thế thì bây giờ xử lý như thế nào Câu trả lời nè Em điều chỉnh chế độ ăn uống như thế nào Ở trong cái chương trình của mình đó Để ở đó Đừng bắt gan làm việc quá nhiều chứ vừa đủ Đường vừa đủ và vẫn giảm được cân hiển nhiên nó có và những cái chương trình giả sử như cái plan 2 có thể rất là phù hợp với em và em phải nên đeo cái một cái gọi là cái CGM tức là continuous glucose monitoring nếu anh nhớ không lầm ở đó nó cho em liên tục biết cái lượng đường trong máu của em và nếu nó xuống thấp nó báo động đỏ đỏ đỏ, đỏ, đỏ nó chớp lên dưới 70 là bắt đầu nó nhắc dưới 60 là nó báo đỏ ok thì em có thể biết được cái đó ở Mỹ nó bán cái đó khoảng trăm đồng xài được 14 ngày tập đô Việt Nam thì nó không biết có thể mắc hơn chút tại vào nhập về và bây giờ nó có cái loại đời thứ ba nha em có cái ạp luôn cái ạp nó nhìn như thế này nè Anh khuyến khích em làm cái ạp đó đó cái tên của cái ạp ok anh để lại là thấy cái hình màu vàng vàng không ờ, nó hơi chói à nó sẽ cho em biết thì lúc đó nếu mà đường hơi xuống một chút mà cơ thể em nó không tạo ra được để lắp vô mà có thể nguy hiểm đó, thì bác sĩ thực ra cũng đã chỉ em rồi anh đoán bác sĩ cũng đã chỉ em rồi thì em ăn cái gì đó xíu đường vô chút xíu thôi hay nhất là miếng chocolate lịch thì chóp lịch thực ra nó có cái chất tốt của nó rất là nhiều trong đó nhưng mà chỉ ăn vừa đủ thôi thì sau một thời gian khi cơ thể em phục hồi tuyến tụy nó phục hồi gan nó phục hồi một mức đồ nào đó em ấy tự nhiên nó đã mất nó mất đi cái tình trạng đó và em không cần phải 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 cấp cứu hay là phải điều chỉnh bằng cái phương pháp đó nữa hiển nhiên ở đây cái tình trạng này bệnh của em anh khuyến khích em đi tìm bác sĩ tại vì cái câu hỏi đó hơi nguy hiểm á đường tuột là hơi nguy hiểm còn nếu như mà các bạn bị tuột theo cái kiểu là như thế này nè nó không xuống mức nguy hiểm mà cái cảm giác say sẩm đó không phải đến từ đường thấp mà đến từ cái trạng thái cơ thể lúc fast thì lại là chuyện khác lúc đó có thể nó là một cái trạng thái chưa quen thuộc tức là lúc đó em đo đường có thể là 80mg có nghĩa là perfect nhưng em vẫn có thể bị cảm giác ở à, nó hơi say sẩm tại vì từ nào giờ em quen trong tư trăm rưỡi. Đó. Cho nên em cảm giác nó hơi kỳ kỳ thì thực ra cái đó lại là một cái trạng thái khác nha. Và em phải xác nhận được để biết cái câu trả lời của anh cho em là trong cái tình huống nào. Nếu thực sự đường xuống thấp, yes, nguy hiểm. Tại vì em nói đây nè, đường quyết hạ. Nếu em nói đường quyết hạ thì em phải biết bao nhiêu em mới nói được câu đó nha. Còn nếu em chỉ cảm giác nó hơi say sẩm em nói đường quyết hạ chưa chắc à. Chưa chắc là nó có thể lý do khác nha. Cho nên một khi em nói đường huyết hay bị hạ, có nghĩa rằng em phải đo được lúc đó em mới dám nói câu đó. Cho nên em phải cẩn thận cho đó. Anh khuyến khích em đo cái đó đi. Thì em biết lúc em say sẩm em nhìn em biết là lý do gì nó ủa say sẩm nhưng nhìn vô đường đang 80 mà đâu có gì đâu. 70 đâu có gì đâu. Thậm chí có người 101, 102 cũng say sẩm. Thậm chí em lên tới 400 cũng say sẩm say sẩm theo kiểu đường cao. Nhiều khi tưởng đường thấp thì ra đường quá cao. Đường lên tới 400 mấy, 500 mấy là người say sẩm. Cho nên là Em phải xác nhận cái đó trước Thì câu trả lời của anh nó mới có hiệu lực nha Đúng rồi Chị thấy rất là đúng cái Mấy cái đó phải có kiểm chứng Bằng cái 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 dụng cụ đàng hoàng Hoặc là phải đo đàng hoàng Mình mới nói chứ Nhiều khi thiếu nước say nắng cũng bị say sẵn nữa à. Chứ không phải là là Khi không say sẵn mà mình nói đường huyết hạ bạn ha? Cảm ơn Tuấn à, Bạn đồng hồ kép 601 Có nói là cảm ơn anh Tuấn Chia sẻ của anh Tuấn cuộc sống có quá nhiều điều cần tìm hiểu thì không có chuyên môn thì dĩ nhiên là khó có lọc được thông tin nhưng mà Đúng tùy rồi. các bạn ha ừ. um, bạn đồng hồ các câu hỏi kế tiếp bạn đồng hồ các tám một bốn ngân sao em ăn rau củ quả thì không bị táo bón ăn ít rau là bị liền khi em ăn ít rau thì em không có gì để táo bón tại vì nếu em ăn ít rau thì coi như em ăn đạm và chất béo là chính đạm chất béo nó 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 gần như hòa tan hoàn toàn tức là nó không có gì để đi đại tiện chứ không phải táo bón và nhiều người hiểu lầm đó là táo bón còn nếu như em ăn rau mà em không bị thì đó điều, điều tốt có những đường ruột em đang ổn đó là điều đáng đáng, đáng mừng nhưng mà ở đây là 80% rau củ quả nha nó khác với cái em nói là em ăn rau củ quả tại vì gần như tất cả chúng ta đều ăn rau củ quả chỉ trừ cái người carnivore và vẫn có những người đang tốt anh vẫn ăn rau củ quả và đại tiện vẫn rất là tốt cho nên đường ruột mình tốt thì nó là tốt thôi em. Chứ không phải là như cái câu trả lời nãy của anh là bạn nói ăn 80% rau củ quả và chỉ 20% đạm và béo. Thì cái tình huống đó là tình huống nó cực đoan, nó nó không tốt. Còn mình ăn ít ít thì vẫn bình thường thôi mà đường ruột tốt thì vẫn đi bình thường. Còn nếu như em không ăn rau củ quả luôn, em thấy là em không gần như không đi luôn thì nó không phải táo bón mà là nó không có gì để đi. Nếu em ăn chỉ chất béo em thấy là 100% không đi luôn. Còn nếu em ăn chất béo và đạm thì em thấy nè, rất ít em đi khoảng chừng độ chắc 10% phần trăm của một người ăn rau củ quả nhiều tức là họ đi họ đi đại tiện 10 lần em đi 1 lần nó không có gì đấy đi tại vì chất đạm gần như phân hủy hoàn toàn và chất béo thì có thể nó là một phần trăm hoàn toàn trong chất béo không có gì để đi đại tiện cả cho nên là em tưởng là bị bón thực ra là không có gì để đi đi khóa hết rồi um có bạn bạn bích lệ bạn nói nhưng mà không biết sao gửi direct cho to chị uh, top những người em tin tưởng trên mạng top number one anh tuấn lê hey. <laughs> chị đọc tại vì bạn gửi lộn cho chị thôi uh, à. <laughs> bạn đầu hồ cách sáu ba em bị tiểu đường anh có thể tư vấn giúp em chế độ ăn như thế nào để hết bệnh không ạ? À? trời ơi với những bạn bị tiểu đường anh nói nghiêm túc nè thiên nhiên anh không nói tới cái mức độ mà lành hoàn toàn như người chưa bao giờ bị nhưng mà tiểu đường ngày hôm nay để có thể gọi là an toàn và có sức khỏe tốt là đơn giản các bạn nó không có khó nữa tức là bạn có thể không về được tới cái mức mà fasting glucose là 70, 80, 90 nhưng mà để về tới cái mức gọi là không nguy hiểm á, thì nó dễ chứ không có khó tại vì khi đã nói bị tiểu đường thì có nghĩa rằng cái fasting glucose sẽ là 120, 130 trở lên thậm chí có người tới 3, 4, 500 luôn là bị nặng á thì anh nói vậy để em biết được và và biết trước một cái điều là anh muốn mở cái giới hạn đó cho mọi người tại vì mọi người vẫn nghĩ tiểu đường là là bị nặng và không chữa được hiển nhiên vẫn có thể chữa được nhưng mà anh chỉ nói nè nếu như mình thật sự muốn điều chỉnh về tiểu đường á tức là để về cái trạng thái sống tốt thôi đó về dưới tiền tiểu đường hoặc thấp hơn tiền tiểu đường tức là về hết tiền tiểu đường luôn có thể nói nếu muốn gần như chắc chắn làm được đã nói vậy để mở cái sự cái niềm tin của em để em từ đó em bắt đầu tìm hiểu nói anh nói gì có quá đáng không để em tìm hiểu thì em càng tìm hiểu em thấy nó càng rõ bây giờ anh đưa ra một cái mức mà gọi là cực đoan để chắc chắn được luôn nè nếu ba em bỏ hẳn tinh bột giảm đại đại giảm thiểu đại đa số tức là giảm mạnh về tức là anh nói bỏ hẳn tinh bột nghĩa là khoai sắn cơm gạo ngũ cốc là giảm hẳn luôn á là bỏ bỏ luôn á và giảm hẳn các giảm xuống nhiều rau củ quả xuống mức vừa phải thôi chỉ ăn chất béo và đạm thôi thì có thể nói là gần như trăm trăm sẽ hết gần như trăm trăm sẽ hết tuy nhiên người ta lại không thích cái đó tại vì cuộc đời tôi tôi thèm tinh bột anh thích anh nói vậy tôi ăn sôi không được nữa anh nói vậy không cho tôi ăn cơm thì cái khó nó nằm ở chỗ đó là chúng ta vẫn muốn ăn được tinh bột muốn ăn được tinh bột nhưng không bị tiểu đường thì nó lại như thế này nè nếu muốn ăn được tinh bột mà không tiểu đường đó, thì cái tuyến tụy của mình nó phải về lại trạng thái hoàn hảo các bạn đo những bạn mà cỡ mười mấy hai mấy tuổi đi, mình hiển nhiên không nói số nhỏ mà ở nhà uống nước đường từ bé, nhưng mà mười người ngoài đường thì cái tuổi cỡ chừng dưới hai mươi đi, thì anh nghĩ chắc cũng phải được bảy tám mươi phần trăm là đang có tuyến tụy tốt, tại vì họ chưa banh cái tuyến tụy mười năm mười mấy năm chưa đủ sức để làm hư đó. thì cứ đo cái 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 tuyến tụy của họ sẽ thấy rằng họ ăn tinh bột mạnh nhưng mà hình như đường huyết họ không có lên cao, bởi vì cái tuyến tụy còn rất tốt. nếu vậy thì trả lời câu hỏi của em là nếu như mà ba mẹ hay là những người bị bệnh tiểu đường của em á mà muốn là vẫn ăn tinh bột mà không bị tiểu đường thì tuyến tụy nó phải phục hồi hoàn toàn đúng không và tuyến tụy phục hồi hoàn toàn được không câu trả lời là được ngày hôm nay người ta nói được nhưng mà nó sẽ tốn mấy năm tùy vào cái độ hư của tuyến tụy cái beta cell nó tạo ra cái insulin và chất lượng insulin tức là lượng và chất cái alpha cell nó tạo ra glucagon và hai cái đó nó phải cân đối thì người bị tiểu đường là cái beta cell nó hư nhiều lắm rồi thì nó có thể lành được không câu trả lời tuyến tụy có thể phục hồi nếu mình cho nó điều kiện đúng nhất về dược về dược liệu hay là về những cái thảo dược liệu như chúng ta có atiso chẳng hạn nè hay là mướp đắng là trái khổ qua đó và có nhiều thứ có thể giúp đó nhưng mà nó tốn năm và để phục hồi cái đó tốn năm thì có nghĩa rằng trong ba bốn năm nó cố gắng đừng ăn tinh bột cố gắng đừng ăn cái gì ngọt giả hết những cái đó xuống để cho nó phục hồi khi nó phục hồi rồi thì có thể ăn lại được và ăn mức độ vừa phải tại vì nó ăn như ngày xưa thì lại bị lại như ngày xưa cho nên ăn phải có sự điều chỉnh cho nên anh đưa ra cho em từ cái giải coi như hết bệnh luôn được hoàn toàn không cần dùng thuốc ok không cần dùng thuốc nhưng mà bác sĩ nói dùng thuốc thì vẫn phải dùng thuốc tại vì bác sĩ quyết định chuyện đó cái mệt phong mình nó cứ dùng ok rồi và hoàn toàn có thể chữa được theo cái anh vừa nói nếu như em không đẩy cái đường vào máu nữa thì tiểu đường tự nhiên sẽ ra đi thôi tại vì tiểu đường nó chỉ bị khi mà đường vào máu thôi cho nên là đơn giản nhất là nếu như muốn chữa tiểu đường thì đừng đẩy đường vô máu, đừng đẩy glucose vô nữa, đừng ăn tinh bột nữa, giảm xuống tối thiểu đi. Cho nên đó, cái câu trả lời của anh cho em là theo hướng đó em cứ tìm hiểu đi, em thấy là ăn uống hoàn toàn có thể ngưng tiểu đường. Đừng ăn tinh bột thì đâu bị nó bị đừng ăn đường nó đâu bị. Em biết là cái chất béo của em là nó không nâng chất béo không nó sẽ không nâng đường lên. Đạm nó nâng rất thấp. Tại vì trong cái thịt em ăn nó vẫn có chút đường trong đúng không cái con bò miếng thịt anh xẻ ra trong cái tế bào của nó có glucose trong nó có nhiều thôi có chút xíu thôi cho nên là ăn đạm nó vẫn nhích lên nhưng mà nó rất là thấp và cái chất béo đó, và cái đạm đó là cái chữa tuyến tụy hiển nhiên với những cái dược thảo anh nói là việt nam chúng ta có artichoke và cái 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 cây cái, cây lá của cây mulberry cái, cái cành và lá của artichoke cái trái khổ qua đặc biệt cái hạt đó. Là nó có cái khả năng phục hồi dần Nhưng mà nó tính năm Nó nói tính năm chứ không tính tuần tính tháng Yeah, nó có thể phục hồi Đó, làm điều đó đi Bạn có hơi hỏi hiểu làm chút xíu Bạn nói là cắt đường tinh luyện hoàn toàn Phải không anh? Đường tự nhiên từ trái cây Rau củ vẫn ăn bình thường đúng không anh? Nó y chang nhau Đường tinh luyện Là xấu hơn Cái đường rau củ quả Chỉ một điểm này thôi, nó không có dinh dưỡng Nhưng nó vẫn là đường nó như thế này này nha đường tinh luyện nó không có giúp cho cơ thể gì hết trơn ngoại trừ mình ở sa mạc đói không có đồ ăn thì nó giúp cho mình năng lượng và yeah, nhưng mà nó không có vitamin và khoáng và những cái chất có lợi cho cơ thể nó chỉ là năng lượng thôi rồi là rau củ quả nó cũng như đường tinh luyện tinh luyện nó cũng là glucose thậm chí trái cây nó có đường fructose là một cái chất cũng bất lợi nữa cũng giống như đường tinh luyện là cũng có fructose và glucose nhưng mà cái rau củ quả thì nó cho chúng ta thêm khoáng và vitamin và chất xơ cho nên nó vẫn là cái chất không nên về cái phần đường á nhưng mà khoáng sơ và vitamin là cần hiểu không chính vì vậy cho nên người đã bị tiểu đường thì lúc này trái cây gần như nên bỏ hẳn rau củ quả thì giảm xuống giảm xuống ok ăn những cái loại rau củ quả mà ít đường anh giả sử rau muống khổ qua khổ quá nó ít đường nó rất ít đường và nó vẫn có vitamin và khoáng đó cho nên là rau củ quả ăn được nhưng phải ăn loại đó chứ đừng ăn khoai lang đừng ăn khoai mì tinh bột nhiều cho nên đừng hiểu lầm là ta à, nói đường đó là đường ngọt nha no, cái 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 cơm á là nên bỏ hẳn em thử coi đúng không em coi người nhà coi trước khi ăn đo ăn thử ba chén cơm vô một phát em thấy nửa tiếng ngồi tới khoảng tiếng rưỡi em đo có phải đường lên ngút trời không cơm đó là cái thứ nên tránh tối đa tại vì cơm chúng ta ăn rất nhiều mà không biết cảm ơn tấn Um, cái cái ăn uống quan trọng lắm ha các bạn nó điều khiển cái 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 ấy cho cái, cái, cái sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều cho sức khỏe của mình có bạn ba uh, bốn ngọc anh cho em hỏi táo bón ảnh hưởng gì đến giảm cân không đặc biệt bị táo bón trong 24 ngày phát xạ câu này như nãy tuấn trả lời rồi đúng không khi em phát hai ngày làm gì có táo bón nó là không có gì để đi ra chúng ta không quen với tình trạng không có gì đi ra cho nên cái nhu động ruột nó chưa quen á nó báo là ra không được thật ra không có gì để đi nó giống như một số bạn lúc mà đi đi săn mà tới cái ngày săn á bạn cảm giác mắt đi cầu đúng không thực ra lúc đó là đứa nhỏ nó sắp ra nó cấn cái đường ruột và nó tạo cho bạn cái cảm giác là mắt đi cầu thực ra là lúc đó mắt đẻ hiểu không cho nên bác sĩ nói nó đâu, không phải đâu bà, bà, đi rồi bà thực ra là đang sắp săn thôi Thì hiển nhiên vẫn có tình huống thật là thật sự là mắt đi cầu thật nhưng mà chín mươi mấy phần trăm có thể nói là lúc đó nó kích hoạt nó cho chúng ta cái cảm giác hiểu lầm là vì cái bụng nó cấn ấy, lúc nằm xuống. Thì cái câu hỏi của em ở đây cũng vậy thôi. Em không bị táo bón mà là không có gì để đi ra. Và cái cảm giác đó hiểu lầm là táo bón. Fast bao nhiêu ngày đó làm gì có gì để táo bón. Trong luật trong rốc hả? <laughs> à, bạn 028 Hương Giang. Anh rể em 80kg ăn nhiều cơm, đạm và nghiện uống nước ngọt nghiện đường đi khám tổng quát các chỉ số bình thường em và gia đình rất lo ngại sẽ phát bệnh trong tương lai vậy dấu hiệu bệnh xuất hiện đầu tiên sẽ là gì anh Tuấn là nó nằm ở trong cái bình thường đó có nghĩa là chỉ số bình thường là chỉ số không có tốt không có nghĩa là chỉ số tốt hiển nhiên nó vẫn có tốt ở trong đó tức là cái bình thường có nghĩa là như nè trung bình việt nam chúng ta có 80% người bị bệnh nặng và nhẹ thì ông nằm trong số bình thường 80% đó tôi có nghĩa là ông cũng đang nằm trong cái nhóm bệnh mà ông nhận Đúng. ra Họ ghi cái chữ trị số bình thường nó không có nghĩa là khỏe. Cho nên cái bình thường đó là nó nằm trong đó. Anh giả sử những cái chỉ số ngày hôm nay về đường là người ta bệnh gần chết rồi. Vẫn nói tốt. Anh giả sử nha, đi đo đường mà chỉ số 120 fasting glucose là chỉ số tiền tiểu đường sắp tới tiểu đường rồi. ấy vậy họ vẫn coi là trị số bình thường. Nó vẫn nằm trong cái ngưỡng gọi bình thường. Uric acid nữa. Cho nên chữ bình thường nó không có nghĩa là tốt phải hiểu cho mình cái đã và cái đó em thấy không nếu như em bắt đầu nó ủa gì thì sao là tốt tức là em vừa mở mình ra một cái gọi là kiến thức đúng nghĩa của kiến thức tức là bây giờ mình biết cho mình chứ không phải chỉ thấy ghi bình thường là đủ rồi cái cholesterol ngày hôm nay khi ghi bình thường rất là đáng sợ chỉ bình thường nó không có tốt lúc nào hết trơn cái cholesterol nó rất là thấp mà người ta lại nghĩ nó là bình thường ok cholesterol nên cao hơn cái chỉ số hiện tại ghi ở ngoài ấy. OK, nói cái đó nhiều người sao không biết? Tuy nhiên em phải tự tìm hiểu cho mình để biết cái cholesterol đó là gì, cái LDL tại sao nó cần cao Mà nó cao là tốt. OK, cái LDL là gì, cái VLDL là gì? Tại sao lại có cholesterol low density mà lại có thằng là small dense, uh, small mà là low den, low density. Tức là những cái thằng very dense, tức là những thằng nó rất là đặc á, nó rất là chặt á. Với cái thằng mà nó fluffy là nó nổi 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 trong nước nó sẽ khác nhau. Cho nên phải hiểu cái đó cho nên đọc những cái đó mà ghi từ thường đâu có nghĩa gì đâu nó giống như là mình mình mù và mình nhờ một người khác cũng mù đọc cho mình thôi chính vì vậy nên em phải hiểu cho nên là dấu hiệu bệnh xuất hiện đầu tiên là gì khi mà ăn nhiều cơm và uống nhiều nước ngọt thì đó là dấu hiệu rồi còn chừng nào nó phát trên thân thường đó, người ta đợi tới lúc mà hiểm nghèo <laughs> người ta tá hỏa người ta chạy vô lúc đó người ta lại nghĩ tôi xui uống nước ngọt chắc chắn chắc chắn là làm tăng cái uric acid chắc chắn là kích hoạt mạnh chứ không phải nhẹ nha lão hóa cái đường sẽ kích hoạt lão hóa rất là mạnh nó nó kích hoạt cái uric acid đó là một nó làm hư tuyến tụy nó tạo mỡ gan cao hiển nhiên bây giờ anh rể em có thể còn trẻ mà chưa thấy cái điều đó thậm chí đôi khi khám chưa ra mở gan nhẹ người ta vẫn nói ok anh đã từng gặp bác sĩ rồi mở gan mà bác sĩ nói là nhẹ trong khi no gan không nên nhiễm mỡ Ok, cho nên là có những người đợi tới gan mà nhiễm mỡ nặng mới kêu là nhiễm mỡ, that's not good. Nên cho người ta biết. Cho nên cái này thì phải đi phải hiểu được cái bản đó. Và em phải nhìn được chi tiết và phải hiểu được cái đó. Còn nếu như em chỉ nhìn vào trị số thông thường nó chưa nói lên gì. Đó. Còn dấu hiệu xuất bệnh hiện bệnh đừng đợi tới đó. Nhìn vô cái mình ăn là biết rồi. Cho nên đâu cần phải đợi tới lúc phát bệnh mới biết. Cho nên là bệnh có thể đã phát nhưng chưa nhìn ra thôi. Hiểu không? nhìn vô trị số đâu có hiểu đâu cho nên nhiều khi bệnh phát rồi đâu biết cái trị số đó là đã nói lên bệnh đó nhưng mà vì không hiểu trị số cho nên nghĩ là không bệnh nên nhìn được cái đó nếu mà phát ra cái cái triệu chứng á, là bạn có thể thuốc rồi đó nặng rồi à, bạn đồng hồ cát lại hỏi sáu lại hỏi thêm là người bình thường cần ăn lượng đường như thế nào ạ à? có thể nói là em dùng chữ nếu em dùng chữ cần đó nha thì anh mượn lời của các nghiên cứu của các tiến sĩ mà anh đọc thôi không cần tại vì em dùng chữ cần nếu em hỏi là người bình thường có thể ăn lượng đường như thế nào thì anh có thể nói là ở một mức hợp lý nha yeah. chúng ta cũng ok anh giả sĩ như ăn đậu đi trong đậu có đường không có glucose yeah. nhưng mà trong đậu lại là cái thứ có glucose nhưng mà lại là tốt nhất trong những thứ có glucose tại vì trong đậu nó có rất nhiều chất sơ tốt rất nhiều vitamin khoáng và có đạm cao trong đậu đó, đường nó rất là thấp hay là tàu hủ đi Tàu hủ mà là loại tàu hủ đúng nghĩa nha Chứ tàu hủ mà chiên dầu kém thì lại là khác Cái tàu hủ chất lượng tốt là tàu hủ trong đó đường rất là thấp Mặc dù nó làm từ đậu nành Nhưng sau khi nó thành tàu hủ Thì cái tỷ lệ đường nó còn nếu anh nhớ không làm có hai mấy phần trăm Tức là trong nguyên miếng tàu hủ chỉ có hai mấy phần trăm là đường thôi Ok Còn lại đạm cao trong tàu hủ Thì nếu như nói về ăn được bao nhiêu Thì anh có thể nói là ăn được mớ yeah. Và vẫn ok, sức khỏe vẫn tốt được Tại vì cơ thể chúng ta có thể xử lý một cái đường gluco nhất định Tại vì trong máu chúng ta vẫn cần chút đường. Cho nên nếu em ăn đủ cái lượng đường mà máu cần thì thôi tốt. Nếu em ăn thiếu nha thì nó biến cái mỡ thành cái mỡ em ăn đó, nó biến thành đường và cũng ok. Và nó cũng có cái mức cần thôi, 7 80 mg dl chẳng hạn. Ok. Và nó chỉ cần tới đó thôi. Thì cho nên em ăn ở cái mức nó vừa cần thì là được. Còn nếu em ăn quá đó thì bắt đầu là không có tốt. Và có thể nói chúng ta ăn quá nhiều. Còn nếu mà em hỏi theo chữ cần thì câu trả lời là hoàn toàn không cần. Glucose không phải essential. Mặc dù glucose cơ thể chúng ta sài được như anh nói về cái lượng vừa phải. Cho nên nếu chưa cần thì là hơi cực đoan. Chúng ta không có cần được nhưng mà ăn chút được. À, không cần hoàn toàn không cần thiết cho Đúng rồi. Lại. Không cần thiết. Yeah. Bạn uh, lại hỏi tiếp đậu nành hay các loại trái cây như chanh không hạt có gây biến đổi trên không ạ? À? Khi đã nói các loại không hạt là là có biến đổi rồi. Uh, ngày hôm nay thì uh, các công ty thực phẩm những cái công ty rất là lớn các bạn nghe tin như Bayer Monsanto uh, những cái công ty mà về uh, hóa chất hóa thực phẩm họ dần dần họ sản xuất ra những cái thứ gọi là không hạt nó không phải tốt cho người dùng đâu mà là ở đó cái trái cây bạn không thể tự trồng được nữa Thực ra họ lấy đi cái power của cái người bình thường chúng ta Mà sau này á, là cái người muốn trồng trái dưa hấu Bắt buộc phải đi mua cái giống dưa hấu của họ để trồng Và trồng ra cái trái không có hạt Để rồi họ không tự trồng lại được Họ phải lại đi mua cái giống của họ Thì những cái công ty đó ngày hôm nay họ bán hạt giống Và 97% bắp ở Mỹ ngày hôm nay Là bắp biến đổi gen Và người nông dân không tự trồng bắp được Mà phải mua giống ở những công ty đó đậu nành cũng tương đương đậu nành đứng thứ nhì sau bắp đó là lý do tại sao nếu như bạn đi mua những cái thực phẩm mà những cái chỗ nuôi gà nuôi vịt nuôi bò mà là chất lượng cao á họ luôn nói câu này nè trong đồ ăn của tụi tôi có cho tụi nó ăn thiệt nhưng không cho ăn bắp và đậu nành tại vì hai thứ đó là hai thực phẩm biến đổi gen nhiều nhất okay. thì cái thứ không hạt á là cái thứ có thể nói đã bị biến đổi gen mà họ dùng cái từ gọi là engineer tức là được à, gọi là được tiếng việt không biết dịch là gì Chữ engineer, bio engineer nghe rất là sang. Thật ra là biến đổi gen. Thực nông nghiệp mà cái, cái trái cây ăn trồng xuống cần gì phải engineer trong đó. Họ dùng cái từ đó nghe có vẻ sang và khoa học. Thật ra cái cách nói hay của cái điều không tốt rồi. những <laughs> cái cây ăn cái ổi thì đem cái hộp trồng lên cây ổi gì, cái, gì tại sao phải engineer đó phải <laughs> cho nên những cái thứ không hạt đó thì có thể nói nó đã nó đã là có biến đổi về cái gen rồi đó còn à, cái gì nữa bạn nói chanh à, gì chanh không hạt à, anh thật sự không biết cái vụ chanh không hạt đó. anh nghĩ là chanh nên có hạt tất cả những cái trái cây mà có hạt thì nên có hạt ok thanh long chẳng hạn ok thanh long nên có hạt và ăn hạt thanh long là tốt thế nên mỗi bạn ăn thanh long không hạt không biết sao ăn rồi à, anh thì anh nghĩ là nó nên nó nên về nguyên thủy của nó và nó nên được nuôi trồng cái cách tự nhiên nhất, tại vì đó là cái cách mà tạo hóa tạo ra để nó là là tốt nhất. Còn cái vụ mà không hạt, không hiếc gì thì nó đã can thiệp nhiều lắm rồi. Anh anh không nói là những cái can thiệp đó đều là xấu, hiển nhiên vẫn có những cái phát triển về nông nghiệp nó tốt, à, nó thơm ngon hơn, thường là nó ngọt hơn là chính, thì ngọt hơn đường nhiều hơn hay như gì. Nhưng mà cùng lúc đó, thơm ngon hơn, đừng mất đi dinh dưỡng, tại vì dinh dưỡng là cái cần thơm ngon để cho cái hưởng thụ. Nhưng mà cái dinh dưỡng là cái cần Thì rất là nhiều cái biến đổi ngày hôm nay Là để mất đi dinh dưỡng Và dễ ăn thấy ngon hơn Và độc hơn Thì độc hơn là những cái chất can thiệp Giả sử như glyphosate chẳng hạn Là những cái chất mà thực phẩm biến đổi gen Họ phải dùng cái thuốc từ sau đó Tại vì thực phẩm biến đổi gen á những cái thứ này là nếu như bạn trồng những cái thứ thực phẩm bình thường không biến đổi gen đi bị sâu rầy thì bạn sụp thuốc trừ sau nó đã là đủ độc rồi đúng không? nó đủ hại trái cây rồi nếu rửa kỹ thì có thể đỡ được nhưng mà khi bạn xài thực phẩm biến đổi gen đó thì thuốc trừ sâu không diệt được mà phải xài thuốc siêu trừ sâu glyphosate là một cái loại hóa chất của cái cái gọi là siêu trừ sâu tức là độc hơn á độc hơn bởi vì nó ghê vậy đó. cho nên là cái thực phẩm biến đổi gen nó không phải chỉ là cái biến đổi gen đó mà nó là cái hóa chất đi kèm để nuôi để gọi là bảo vệ nó và cái glyphosate rất là độc độc hơn thuốc chưa sao chính vì thế cho được không biết đổi gen không phải sợ cái chỗ nó biến đổi không mà sợ là cái hóa chất đi kèm nó khủng mấy công ty như Monsanto sản xuất cái đó bao nhiêu cái nghiên cứu mà chống lại với họ nha thứ nhất là họ không tài trợ hiển nhiên họ ngu gì tài trợ cái thứ ngược lại cho mình thứ hai nè họ tìm cách chứng minh rằng này sai bằng những khoa học gia rất giỏi giỏi tới mức mà thao túng được á. Hiểu không? Giỏi tới mức mà có thể bẻ được nếu như người ta không đủ sức và họ trả tiền cho những người giỏi nhất. Rồi thứ ba nè, nếu họ không chứng minh và đè được những cái nghiên cứu mà yếu ớt của những người không nhiều tiền á thì họ tìm cách mua bức nó luôn. Và nếu như nha, họ đi tới tòa luôn. Và cái này xảy ra nhiều nó có cái 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 danh từ gọi là lobby á. Lobby có nghĩa là chạy bên ngoài chi á thì đi tới những cái tổ chức mà giống như kiện tụng họ đó Thì họ cuối cùng họ dùng cái biểu thanh toán Tức là gọi là settle ở ngoài tòa án Có nghĩa là ok ok bây giờ bây giờ bắt bao nhiêu tiền hư bao nhiêu tôi đền Không mang ra tòa Tức là họ chặn ở tất cả những cái ngưỡng đó mà Em tưởng tượng họ giàu kinh khủng Cho nên là những cái mà Để biết được là nó là gì Không tới được chúng ta Trừ khi bạn thực sự đi tìm Tại vì những công ty đó họ nói ấy Tôi là CEO công ty của tôi cả mấy chục triệu cổ đông một năm doanh số cả mấy trăm tỷ muốn tôi làm CEO hiển nhiên tôi phải bảo vệ quyền lợi cổ đông tôi phải bảo vệ công ty trách nhiệm của tôi và trong đó biết bao nhiêu người đang tạo ra thu nhập bây giờ tự nhiên tôi đi cho công ty chết rồi cho nên họ sẽ làm trong tất cả những cái power sức và tài nguyên của họ và tài nguyên của họ là tiền là vô tận họ xử lý không bằng cách A thì bằng cách B không cách B cách C mà các bạn biết tiền nó mua được nhiều thứ lắm có câu nói nổi tiếng là nếu cái gì mà nhiều tiền mà không mua được thì rất nhiều tiền sẽ mua được mà bây giờ đối thủ của họ là những người chống này họ là rất là yếu ớt không có tiền á mấy nhà nghiên cứu độc lập vừa mới đưa ra cái gì đó <laughs> thì cái life for sake đó là cái mà có thể các bạn không nghe tới ok là vì nó rất là thưa thớt ở trên mạng bao nhiêu người biết đâu có nhiều người biết đâu mà viết mà viết thì có đi tới đâu đâu chẳng hết nếu các bạn tìm hiểu được cái glyphosate bạn sẽ thấy rằng oh, thực phẩm nó nó không phải chỉ là biến đổi gen không mà là cái hóa chất đi kèm với nó mới khủng khiếp đó oh. và glyphosate nó vô trong cơ thể chúng ta thì oh my god kim loại nặng bị kẹt cái trọng trì thủy ngân gì đó các kiểu và nó biến đổi cái nó hư cả cái gene expression của chúng ta nó dẫn tới lão hóa rất là nhanh bệnh tật dễ lắm mà chứng minh không nổi tại vì làm sao đủ tiền để chứng minh đó thứ hai là chứng minh được cũng chặn liền như mình nói với bạn Bây giờ ừ. là 9 giờ 5, Còn một câu hỏi cuối Tuấn có muốn trả lời không? À, ừ. các loại thực phẩm ăn vặt như bim bim, bim bim hay kẹo có phẩm màu có hóa chất, phẩm màu cho trẻ em chất bảo quản nên cắt hoàn toàn phải không ạ? À? Cắt hoàn toàn được là rất tốt Thì có thể nói là nó khó lắm rồi Tại vì à. nó ăn nó thấy ngon giống gì hết trơn á Cho nên yes, những cái phẩm màu đó Red 40 đó, những cái phẩm màu màu công nghiệp đó Là những cái chất không Mình dùng chữ đọc thì những công ty đó không thích mình nhưng mà một cách chừng mực nhất và cũng không muốn tạo khó cho bất cứ một phe nào hay đội ngũ nào. Đó là cái chất không có lợi cho cơ thể chúng ta và không nên. Ok, tuy nhiên các bạn có quyền quyết định. Và với cái lý luận là trên đời không có gì hoàn hảo, cái ống hút bằng nhựa nó vẫn có cái phần độc của nó mà. Tức là dục ra môi trường nó vẫn chết con cá cái gì thì người ta luôn có cái lý luận là nếu như nó tạo ra được 10 về thuận lợi về dịch vụ hay về tốt đẹp thì nó tạo ra ba về tỷ về hủy hoại thì cũng chấp nhận được thì anh thì như thế này anh cố gắng chọn cái sự lựa chọn mà nó ít nhất của cái sự hủy hoại nó thuận lợi nhất cho cái sự tốt đẹp của chúng ta thì những cái thứ em vừa nói từ dầu gội đầu tới à, thực phẩm màu hóa chất cho thấy có bạn nào mới nhảy lên là dầu gội đầu để hiện lên bạn đó luôn à, thì có thể nói là nhé yeah, nên hạn chế tối đa Em biết trong chương trình Apprentice anh, anh nói với các bạn về cái phần dầu gội đầu anh mở ngoài anh nói cái này. Tại sao chúng ta gội đầu? Nếu như đi tìm về cái nguồn bạn thấy là gội đầu vì đầu dơ. Tại sao chúng ta tắm? Vì cơ thể chúng ta dơ. Đúng rồi, nếu vậy thì tắm để làm gì? Để cơ thể chúng ta sạch. Đúng. Nếu vậy thì nếu như tắm mà sạch nhưng mà không làm hư cơ thể thì muốn tắm bao nhiêu cũng được. Đúng không? Tôi muốn tắm ngày 10 lần cũng được. Đừng hư cơ thể thôi. Nhưng mà nếu lúc tắm mà vừa làm sạch nhưng vừa làm hại thì cái hóa chất là làm hại yes không có hóa chất gì tốt cho cơ thể chứ mà cái hóa chất đó là làm hại đúng và nó đã xác nhận là nó hại mà thì nên giữ tắm ở tối thiểu và nên giữ tắm ở mức đủ sạch thì nếu chúng ta suy nghĩ bình thường chúng nếu vậy thì chỉ giữ đủ sạch thôi tức là bây giờ hơi sạch quá bạn chạy đánh răng kem đánh răng chán quá bây giờ em chơi mẹ nó xà bông bột giặt đi tẩy cho nó sạch răng em thấy là nó no, nó no, nó no, nó no. nó có cái hại đó <laughs> anh chỉ cực đoan lên thôi cho nên nếu mà gội đầu thì gội vừa đủ cái lượng hóa chất gọi là dầu gội đó và vừa đủ lâu để nó không làm hư da đầu, cho nên nhé yeah, tất cả những cái loại hóa chất nó tối thiểu xuống đi, tối thiểu để cho cơ thể chúng ta nó có cái điều kiện tốt nhất ha Rồi chắc là chúng ta sẽ ngưng đây. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Tuấn đã trả lời câu hỏi cho các bạn rất là chi tiết. Mình ngưng cái buổi họp ở đây hết các bạn và hẹn gặp các bạn vào lần sau.